Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái phẩm gọi là nhập Pháp giới Phẩm này nó nằm trong Kinh Hoa Nghiêm Ừ. Có lẽ là trong phẩm cuối, phẩm 81. Nhưng mà chúng ta không đủ cái khả năng giảng và nghe hết được cái bộ kinh hoa nghiêm. Và ừ. chúng ta cũng chưa đủ cái 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 thời gian mà để nghe được kinh hoa nghiêm và nghe được cái phẩm pháp giới chánh thức ở trong kinh hoa nghiêm thì ở đây cái phẩm nhập pháp giới này là cái phẩm được uh, trích tác ra uh, do cụ nguyên nghiêm xuân hầm ở pháp và cụ nghiêm xuân hầm là một nhà Phật học rất là danh tiếng và ông là một người hiểu được nhiều triết lý tây và đông phương và khi uh, cụ đã 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 tích dẫn được cái cái phẩm nhập pháp giới này thực sự là nó rất kỳ diệu nhưng mà có thể là nó lược lại để chúng ta dễ hiểu hơn một chút chứ thực sự mà cái trình độ mà chúng ta giảng thẳng hoặc đọc thẳng vô vô cái phẩm nhập pháp giới trong kinh quan nghiêm thì thực sự nó rất đa dạng hơn nó rất sâu rộng và nó nhiều nhiều từ nhiều đoạn mà chúng ta thật sự chưa chưa đủ cái thời gian và cái sự chuẩn bị để nghe cho được cái phẩm kinh này, bởi vì cái cái nhập pháp giới là cái phẩm kinh của thiện tài đông đông tử đi tham học với tất cả các vị thiện trí thức và từ khi mà gặp đức bồ tát văn thù qua ngày đức văn rồi lần lần đến tới 53 vị thiền trí thức cho đến khi mà ngài từ đắc cái căn bản trí cho đến ngài đắc đến cái đẳng giác gần 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 phật Đó. đây là một cái phẩm kinh kỳ diệu và nói một sự tu chứng như thế chỉ có một thời và một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó xảy ra đó thôi chứ sau này thì, tuyệt vô chưa có một vị nào mà thực hành được cái cái sự học hỏi như thế cả nhưng mà dù cho chúng ta dán lại cái cái phẩm của trích dịch của, của, của cụ nghiêm xuân hầm nhưng mà tôi cũng bớt được rất nhiều những cái lời giới thiệu và những cái lời mà để để những cái lời đầu những cái lời mà nói ra nghĩa là khai sinh ra tất cả những cái từ ngữ và những cái ý nghĩa đó để cho chúng ta hiểu nhưng mà bây giờ thì xin nói ngay vào đi vào cái cái đoạn kinh văn như thế này ở à, trên kia chúng ta thấy Đức Phật ngồi vườn cấp cô độc. Trong trùng các đại trang nghiêm, có 500 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn. Về số 500 này, thật tôi chưa hiểu rõ tại sao Kinh lại lấy số 500, nhưng hình như Kinh hay dùng con số uh, 10 là để chỉ rõ vô tận và số năm là chỉ cho sự thành tựu hoàn mãn cũng như là ngũ cổ như lai là năm vị phật xưa vậy, đó là cái 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 lời khởi đầu của ông nghiêm xuân hồng và cái văn kinh là như thế này kinh bây giờ chư đại bồ tát đại đức thanh văn những chủ thế thế gian và quyến thuộc đều nghĩ rằng cảnh giới của như lai trí hạnh của Như Lai, sức gia trì của Như Lai, lực của Như Lai, vô ý của Như Lai, vân vân Không tin giải được, không tin giải được, không rõ biết, không nhận thọ được, chỉ trừ sức gia bị của chư Phật. Một đoạn như vậy, rồi cụ đã giảng ra như thế này. Đại, đại khái đoạn này nói đến các vị Bồ Tát và những vị thế gian chủ tự nghĩ về những cảnh giới, những trí hạnh của Như Lai là thế nào. Các ngài chỉ nghĩ thế thôi. Nhưng Đức Phật vì có tha tâm thâm nên Ngài biết được các sự nghi đó. Thì đây trong kinh đã diễn tả. Bây giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát đó. Rồi liền dùng Đại từ Bi làm thân, Đại Bi làm đầu, dùng pháp đại bi mà làm phương tiện đầy khắp hư không nhập sư tử tầng thân tam muội nghĩa là những cái đoạn này là những những cái câu trong kinh và ở trong sách thì in cái chữ đậm và và ông cụ là dán ra ngài nghiêm xuân hồng là dán ra ở phía dưới rằng đức phật biết tâm niệm của các vị bồ tát rồi Ngài không giảng bằng lời mà chỉ giảng bằng tâm mũi. Trong đoạn này, Kinh không hề nói đến sự triển khai về bát Nhã, mà chỉ dùng Đại Bi, mà Đại Bi là cái tâm sở đưa chúng ta đến chỗ biến hóa nhiều hơn là bát Nhã. Và Ngài đã khởi tâm Đại Bi, nên Ngài đã nhập tâm mũi gọi là Sư Tử tầng Thân Tâm Mụi. Sư tử tầng thân là con sư tử chuyển thân vần cầu mà không có gì vấp vấp cả. Đức Phật vào tam muội này cũng thế, ngài cũng thần kỳ chuyển tam muội, chuyển từ tam muội này sang tam muội khác. Chúng ta thấy cái văn kinh và cái văn giảng kinh nó khác hơn là cái văn thuyết pháp. Bởi vì những câu, những chữ này là nó cực kỳ chính xác và nó mô phạm ở trong ngôn ngữ và ở trong cái tính chất học của 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 hàng Phật tử chứ không phải là do cái tự ý mình mà nghĩ ra mình nói theo cái kinh nghiệm đời thường mà mình thuyết pháp kinh khi Đức Thế Tôn nhập tâm mũi này rồi, tất cả thế gian đều khắp nghiêm tịnh. Rồi, Đó là sao chữ giảng. Ngài vào tâm mũi thì ở khu rừng đó trở thành lâu cát đại trang nghiêm, bỗng dân rộng rãi, không có ngàn má, tất cả đều nói lên sự biến hóa. Khi Ngài muốn nói Pháp lớn thì Ngài thường nhập tâm mũi nên đạo tràng trở thành trang nghiêm rộng lớn hơn cũng như tôi vẫn nói rằng khi chúng ta lên núi linh thứ ở ấn độ chỉ thấy một mảnh sân rất nhỏ nhưng đến khi ngài ngồi nói pháp thì tự nhiên chỗ đó bỗng rộng rãi ra dù bao nhiêu người đến dự cũng vừa ở đây cũng vậy nên sau khi nhập tâm mũi rồi thì tất cả hào quang phóng đi mười phương các cõi nên mười phương chư bồ tát đều văn tập kinh lúc đó lại do thần lực của phật rừng thể đa lâm bỗng nhiên rộng rãi đồng với bất khả thuyết phật sát vi trần quốc độ tất cả đều diệu bửu sen lẫn trang nghiêm bất khả thuyết bửu trải khắp mọi nơi vô số bửu tức là báo lầm tường rào cây đa la báo trang nghiêm bên đường giảm dạ. chỗ này hiện lên cảnh giới như bên cực lạc vì có những cây hoa báo những dòng nước ở đây là chỉ nó mới vào kinh của cái phẩm này thôi khi mà đức phật ở trong cái cái chỗ mà cái vườn rừng thể đa lâm đó thì cái chỗ đó nó bỗng nhiên trang nghiêm thanh tịnh và nó tự động <laughs> tự nó rộng rãi ra và chứa bao nhiêu người đến đó cũng được cũng như là cái nhà của ông Di Ma Cật mà chứa cả mấy vạn vị Bồ Tát mà không chặt. Đó và khi ông đưa một cái tay qua một cái cõi phật rất xa cõi hương tích để xin một bát cơm khi mà dùng trưa đó thì cái bát cơm nó về tất cả chúng ta mấy trăm ngàn người mấy vạn người ăn cũng không hết cho nên cái thần lực của phật và bồ, bồ tát khi mà thuyết pháp đó chúng ta không thể nghĩ bàn được. <laughs> nhưng mà trong đó đứng về loài người thì chúng ta sẽ hiểu được cái nghĩa lý Và nhờ cái nghĩa lý chúng ta hiểu đó Thì chúng ta tiêu trừ hết tất cả những cái tà kiếm Tức là những cái sự hiểu biết sai lầm Những cái kiến giải theo như cái trong cái cái, cái cuộc sống sanh tử và tất cả cái phiền não chúng ta nó sẽ tiêu trừ và cũng câu nói đó nhưng mà chư thiên thì họ hiểu có thể khác hơn và Bồ Tát thì hiểu lại khác hơn nữa. Nên. Cho nên nói là, lúc đó do thần lực của Phật từ rừng thệ Đa Lâm bỗng nhiên rộng rãi với bất khả thuyết Phật sát vi trần số quốc độ tất cả đều diệu bửu lắng trang nghiêm bất khả thuyết bửu trải khắp mọi nơi vô số bửu làm tường rào cây đa la báo trang nghiêm bên đường tức là chỗ này hiện lên cảnh giới như là bên cóc cõi của chư phật như là cõi cực lạc hay là cõi dược sư cõi vô thắng cõi của chư phật ở mười phương vì có những cây những hoa báo những dòng nước lạ mà đẹp xinh vân vân kinh lại có vô lượng hương hà đầy những nước thơm sóng gần xoay quanh Tất quả qua báo theo dòng chuyển về phía phía hữu giảng khi nào hiện tướng thì luôn sai về phía hữu khi nào sai về phía tả tức là chìm vào không là bát nhã hiện tướng là đại bi tôi nghĩ rằng tất cả những sông hai dòng nước bắc công đức bên cực lạc cũng đều sai theo chiều hướng đó, đó. tức là nói cái cảnh tướng cái cảnh mà ở trên cái 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 cái, cái giảng đường đó trên cái chỗ mà Đức Phật ngồi thuyết pháp đó nó hiện ra những cái tướng nhiệm màu như là cây như là hương hoa hay là tất cả âm nhạc nó đều thể hiện ra từ thần thông biến hóa và cái nguyện lực của chư Phật khi mà chúng ta nghe giảng kinh thì nó khác hơn chúng ta nghe thuyết pháp bình thường thuyết pháp bình thường thì chúng ta lấy cái 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 chỗ nghe cái chỗ đúng sai theo như kinh văn hay là để mở mang cái cái hiểu biết, mở mang cái sự nghĩa là giáo pháp tu học và ở trong cái nghe của chúng ta đó nó cái cái nền tảng nó là một cái cái bản ngã tức là một cái sự có cái tri thức, có sự hiểu biết bằng tất cả những cái gì mà chúng ta <laughs> có thể chứng minh có thể nói ra lời đưa ra tướng và thấy được tất cả những cái biểu hiện ở bên ngoài và chúng ta cũng hiểu theo cái cách nghĩa là phân giải lý sự phân biệt của 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 giáo pháp còn khi mà chúng ta nghe giảng kinh á thì tất cả này không phải dính dấp gì tới cái chỗ ngã hay là vô ngã và chúng ta hoàn toàn tất cả cái này nó mất biến chúng ta chỉ thể nhập vào cái công đức của của những cái hình tượng mà Đức Phật nghĩa là hiện lên để mà giảng giáo pháp cho mười phương chúng sanh hoặc là các bồ tát hoặc là những công hạnh hoặc là, là tất cả những cái gì đó cho nên khi mà chúng ta nghe giảng kinh thì nó khác hết là chúng ta hoàn toàn chúng ta không nghĩ là cái này chúng ta hiểu hay không hiểu mà chúng ta hoàn toàn thể nhập vào nó cũng như khi chúng ta tụng kinh thì không phải là chúng ta nghĩa là cầu lý hay là để nghiêng tầm cái nghĩa lý như chúng ta ngồi đọc hay là học mà chúng ta cứ tụng chúng ta cứ thâm nhập trong cái lòng thanh tịnh thì tự nhiên cái, cái có cái thức vô vi của chúng ta đó nó tự hiểu nó tự thâm nhập cũng như khi chúng ta đọc Kinh Bát Nhã Thật sự không phải là mỗi câu chúng ta đều hiểu Theo cái nghĩa mà diễn dịch của mình Nhưng mà chúng ta cứ tụng Ví dụ như là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm Thì cố không trung vô sát tọa tưởng hành thức Vô nhân nhĩ trí thiệt thân ý Vô sắc năng vị xuất pháp đó Khi mà chúng ta tụng như vậy Thật sự Chúng ta không nghĩ và cũng không kịp Mà chúng ta nghĩ để phân giải ra cái giảng giải ra cái đó cái gì chúng ta không có diễn dịch ra nhưng mà tự cái, cái 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 nghĩa đó cái câu đó nó cũng giống như là cái thần chú vậy đó chúng ta cứ đọc cứ đọc rồi tự nhiên ở trong thức chúng ta sâu xa nó tự hiểu đây là một cái điều rất bí mật ừ. cũng như, như giống như chúng ta niệm danh hiệu phật thì ở trong cái niềm tin và trong sự hân thưởng về thế giới quan lạc của đức a di đà và cái lòng ta nó thâm nhập vào đó thì thật sự chúng ta không cần những cái sự phân tích hiểu biết gì đó và toàn bộ chúng ta ở trong thân khẩu ý chúng ta nó đều ở trong cái mức thanh tịnh và nó tràn ngập vào tất cả cái, cái biểu hiện của, của của phật bồ tát nó. cho nên cũng giống như là người tu mật mà người ta quán thần linh quán ta quán một vị thần nghĩa là hekura và dakini hay là tất cả những vị thần nào đó hoặc là quán bồ tát quan thế âm hoặc là một vị bồ tát nào đó thì ta không còn nghĩ ngợi cái gì và mình chỉ quán để cho cái hình ảnh bồ tát nó thâm nhập vào trong người và cuối cùng chúng ta là vị bồ tát đó bởi vì tất cả đời sống này nói là sự phân biệt đó cái cái sự tương đối chỉ là cái 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 ý thức thôi mà cái tư tưởng thôi Hãy chúng ta tưởng cái gì thì chúng ta thấy đó cũng như chúng ta tưởng luôn luôn chúng ta có cái cái, cái cảm nghĩ thường xuyên chúng ta là con người và con người là nó như vậy như vậy đó là chúng ta không có không có cần bàn giải rồi cũng không không cần mà phân biệt gì nữa hay cả hoàn toàn không có gì nghi ngờ. À, nhưng mà khi mà chúng ta quán về thần linh hay là quán về Đức Phật á, thì cái quán của chúng ta đó, cái hình ảnh đó nó yên ở trong cái nổ trạng chúng ta và trong chúng ta khi mà cái nổ của chúng ta cái hình ảnh đó trong chúng ta thì chúng ta là thấy chính đức phật là đây là hình ảnh này cũng như là có cái tướng tốt đẹp nhiệm màu của phật bồ tát đó bây giờ chúng ta nhắm mắt hay là mở mắt chúng ta đều thấy là ở trong ta à, đó. vì thấy ở trong ta cho nên do vậy chúng ta sẽ trở thành cái mà chúng ta thấy cái chúng ta thấy là cái chúng ta đã trở thành thì đó là cũng như là chúng ta ở trong cái ruột tức là cái trong cái cái thọ tưởng chúng ta ừ, cái 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 tưởng nó như thế thì cái thọ nó cũng rất là thanh cao trong sáng và nó ở trong một sự cái mức mà gọi là linh thánh linh thiêng của cái pháp đó, nó đổi hoàn toàn vì thế chúng ta không có nói là cái này đúng sai hay nghĩa lý hay cái gì đó cũng như chúng ta tự thôi miên mình tự ám thị mình và tất cả cái đó nó trở thành đó. cũng như giống như một người nào đó ừ. chúng ta chưa quen biết thì người đó ở bên ngoài và lạ lạ với chúng ta nhưng mà khi chúng ta quen biết khi thân mật rồi khi có tình cảm thân thương rồi thì người đó nó lại thấy như là ở chúng ta và với chúng ta nó đó, giống như là không có ranh giới nó, nó ở trong sự hợp nhất Ừ. cho nên cái này là nó, nó tăng biến tất cả những cái riêng tư những cái bản ngã là những cái nghiệp của chúng ta thì cái tính chất mà tu quán nó cũng như vậy cho nên ở đây cái phẩm mà nhập pháp giới này thì cũng không phải là thuyết những cái tính chất bình thường như là như là ba mươi bảy phẩm trợ đạo hay là dán, hay này kia nhưng mà nó là những cái tính thâm nhập bằng cảnh giới và bằng cái pháp quán của của các vị nghĩa là thế chủ mà dạy cho 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 thiền tài đó cho nên cái cách nghe kinh nó khác hơn cái cách mà nghe pháp nghe pháp là trong đó nó gần gũi với chúng ta nó ở trong cái thân ngũ ấm này và ở trong cái cuộc sống mà chúng ta cho nên chúng ta có cái sự phân biệt, có cái sự cân nhắc, có một cái, cái ý thức để 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 hợp tác mà để xác định để trở thành còn khi chúng ta nghe kinh là tụng kinh thì cái này nó tinh tế hơn nhiều bởi vì chúng ta không có cái đó khi chúng ta chỉ tụng đọc cũng giống như tụng bát nhã thì tự tự động mà trong đó chúng ta mở ra cũng như tụng thần chú thì trong đó nó tự biến đổi cái nghiệp và nó trở thành linh nó trở thành đạt được những cái yêu cầu của như chúng ta chứ nó không có cái sự phân giải đó, nó khác hơn cái chỗ đó kinh lúc đó chư đại thượng thủ đại thanh văn như ngài xá lợi phát đại mục kiền liên ma ca diếp chư đại thanh văn này ở tại rừng thệ đa mà đều chẳng thấy thần lực của Như Lai. Giảng tất cả sự biến hiện độ biến hiện đó cùng chư đại Bồ Tát văn tập đến mà các vị thanh vang A La Hán là những hàng đệ tử cao của Phật không nhìn thấy gì cả. Nghĩa là trong khi Phật hay là Bồ Tát hay tất cả vị đó ngồi nhưng mà có vị thì thấy Nhưng mà có vị cũng ngồi đó mà không thấy à. Kinh chẳng thấy sự nghiêng sự nghiêm bảo của Như Lai Chẳng thấy cảnh giới của Như Lai Chẳng thấy sự du hí của Như Lai Giảng du hí tức là thần thâm Du hí tại sao gọi là thần thâm Du hí tức là độ xanh mà vẫn tiêu dao Không chấp trước Chữ du hí không có nghĩa là chơi giỡn đâu mà nghĩa nghĩa của nó là các vị đại bồ tát làm thật sự một cách dễ dàng không chấp không khởi một tâm niệm thiên lệch nào à. cũng như là một, một người làm một việc gì mà cái điều đó nó quá nhuồn nhuyễn nó quá quen thuộc thì nó cũng giống như là một trò chơi nhưng mà cái điểm chính xác đó nó đưa đi đến cái sự cần thiết lợi ích trong cái, cái hành động trong công việc đó À, cũng như một một người mà họ đạo diễn múa đó. thì một người bình thường mà nếu nghĩa là đưa tay đưa chân mà múa như một người đó thì thật sự nó rất khó gượng gạo nhưng mà người ta múa thì giống như là một cái tính chất nhẹ nhàng như là một cánh bướm hay là những con chim mà vỗ cánh mà bay cho nên cái điều đó là nó hòa đồng với cái tự nhiên một cái mà không có gì gượng gạo tức là thân và tâm nó hài hòa cho nên chúng ta mới thấy nó có một cái vẻ kỳ diệu. Mà khi chúng ta coi thì chính chính là chúng ta thâm nhập cái chỗ đó mà chúng ta gọi là hay, là đẹp, là kỳ diệu. Đó. Chứ nó không có phải gượng gạo. Du hí tức là thần thâm du hí. Tại sao gọi là thần thâm du hí? Tức là độ xanh mà vẫn tiêu dao. Nghĩa là chúng ta cũng như mình Ừ, nói pháp cho một người nào đó nhưng mà cái cái pháp đó cũng giống như mình nói chuyện chơi vậy thôi như vui vẻ nhưng mà trong đó nó có một cái tính chất chính xác khiến cho người đó được chuyển nghiệp được thay đổi nghĩa là cần nhất là những cái từ và những cái cái ý của người nói đó cái ý đó rất là thanh tịnh nó không có quan tưởng và cái từ đó nó chính xác với cái tính chất làm thay đổi của cái 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 phiền não cái nghiệp của chúng sanh mà mình làm việc đó nó không phải là trăng trọng không phải là trang nghiêm không phải là quan trọng nhưng mà giống như một cái sự thoải mái để 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 cũng giống như là chúng ta vào nội dung của một bài hát một bài ca thì trong chấm chúng ta rất là thoải mái và chúng ta biến đổi cái cảm thọ ở ở trong cái điệu nhạc đó nó, nó không khó khăn còn khi chúng ta nghe về chúng ta nghe học ở trong lớp giảng triết lý hay giảng về toán gì đó thì chúng ta nghe với cái từ cách là nó nó sẽ rõ ràng nó có một tính chất nghĩa là đường ngay lối thẳng nó, nó 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 luôn luôn nó có một cái ngăn cách nào đó giữa cái, cái cái người nghe và cái thuyết đó. Cho nên chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ thấy mình có trình độ hoặc là mình mình có một cái gì đó còn khi chúng ta xâm nhập vào cái nghệ thuật xâm nhập vào cái niềm vui hoặc là tất cả những cái gì mà chuyển hướng bằng một cái tính chất nhẹ nhàng uyển chuyển khắc, thì cái đó nó không phải để đi qua cái cái trí thức mà nó là thay đổi cái cảm thọ và nó thay đổi cái 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 cái, 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 cái niệm của sự sống cũng như là thay đổi cho nên khiến mà chúng ta ví dụ chúng ta coi nhạc nghe nhạc hay là chúng ta coi hát múa thì thân tâm chúng ta nó cũng dịu dàng mà nó cũng quan hỷ trong đó chúng ta hiểu hiểu nhưng mà thân tâm của chúng ta nó lại quan hỷ nó không có mệt nhọc còn như chúng ta hiểu như là chúng ta hiểu toán hay là hiểu về vật lý hay cái gì đó thì chúng ta hiểu trong đó cũng giống như nó có sạn nó, nó lợm cợm và mặc dù hiểu nhưng mà cái cái nào nó ra cái nấy nó, nó không có hòa tan được ở trong cái thức chúng ta ừ. nên nên nói du hí tức là thần thâm du hí tại sao gọi là thần thông du hí tức là độ sanh mà vẫn tiêu dao không chấp trước chữ du hí không có nghĩa là dẫn chơi đâu mà nghĩa của nó là các vị đại bồ tát làm phật sự một cách dễ dàng không chấp không khởi một một tâm thiên lệch nào cả kinh chẳng thấy sự tôn thắng của như lai chẳng thấy diệu hạnh của của đức như lai chư đại thanh văn chẳng thấy được thần lực của chư phật cũng chẳng thấy được thân những bồ tát tại sao vậy vì thiện can chẳng đồng thiện can tức là tu phước huệ không đồng vì sao vì các thanh văn chưa có tâm đại bi bình đẳng thứ nữa các ngài không có tâm bất nhã sâu xa nên nhãn lực của các ngài còn rất hạn hẹp không có thiên nhãn tuyệt vời như chư đại bồ tát và phật bởi vì ở đây trước khi mình nói vào những cái bài kinh mà thiện tài bước bước vào đi học á thì ở đây là người ta giảng những cái 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 câu mà khởi đầu từ đức phật ngồi đó mà thuyết pháp và chúng ta nghe như là nghe kinh chứ chưa phải thâm nhập vào cái tính chất mà thiện tài nhập pháp giới phàm phu chúng ta tuy rằng không có định và huệ gì nhưng chúng ta có được lòng tin và đôi lúc cũng nói sự tán thắng kinh vì vốn chẳng ở trong sanh tử phát tâm vô thượng bồ đề vì vốn chẳng làm cho kẻ khác phát tâm bồ đề vì vốn chẳng có thể làm cho chúng tánh như lai không đoạn tuyệt vì vốn chẳng biết tất cả pháp như quyển chư bồ tát như mộng vì cớ này nên chư đại bồ tát thanh văn thấy được thấy được chẳng chứng được chẳng niệm được chẳng quan sát được chẳng tin tưởng được chẳng tư duy được chẳng phân biệt được thế nên giàu cũng ở trong rừng thể đa lâm mà chẳng thấy được những đại thần biến của như lai cho nên cũng như là Ví dụ như bây giờ chúng ta à, Ở trong một cái Cái buổi mà thuyết pháp đâm của Tất cả các vị pháp sư Các vị thầy Trong những cái giảng đường lớn Có cả ngàn người như vậy Nhưng mà trong đó không phải tất cả người nghe Mà hiểu như nhau Người thì nghe hiểu một cái chân lý nào đó Người thì nghe hiểu một pháp tu nào đó Và người thì nghe hiểu cái cái, cái câu giảng của các vị thầy đó như là một cái cái điều nó 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 làm cho chúng ta mở mang và và chúng ta không bị 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 dính dấp ở nơi cái văn tự hay sau đó tức là nó làm cho chúng ta tiêu một cái loại nghiệp thuộc về ngã chấp hay là pháp chấp rồi có một người giả tỷ nghe cái điều đó nó rất vui vẻ mà thoải mái bởi vì hồi giờ chúng ta chưa nghe những cái cái kinh câu hay là chưa nghe những cái lời thuyết pháp mà nó, nó trôi chảy mà nó quá giải được tất cả cái sự sống cái sự tồn tại chúng ta ở trong cái ngủ ấm mà bây giờ chả ti chúng ta nghe cái đó thì cái cảm thọ chúng ta nó nở hoa và cái tư duy chúng ta nó nó cũng như nó trở thành mây khói và nó lãng đảng ở trong một cái cái tính chất mênh mông cái điều đó là cái điều chúng ta có thể cảm được Nhưng mà chúng ta không có thể là diễn dịch phân tích được Bởi vì cái sự hiểu biết của chúng ta Nó thường thường nó dính mắc ở trong những ý niệm Mà ý niệm thì thường thường nó có những cái lời tiếng Những văn tự và ngôn ngữ Và những câu chữ đủ thứ chuyện ấy cả Nhưng mà khi chúng ta nghe cái nghĩa mà chân thật mà chúng ta thâm nhập rồi thì những cái văn tự, những lời tiếng đó tự nhiên nó chuyển hết và chúng ta thấy mình thay đổi, thấy mình sáng soi ra, đó ừ. cũng như giống như chúng ta học một cái môn gì đó, thì chúng ta thật sự chúng ta thâm nhập nhiều hơn là 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 chúng ta nhớ, ừ. Ừ. cũng như là khi 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 mà người ta dạy Thái cực quyền thái đạo thì cái người mà học đó thật sự khi chúng ta hiểu chúng ta thâm nhập vào cái bộ môn đó và chúng ta chuyển hướng để chúng ta trôi chảy ở, ở trong những cái cái chuyển động của của thái cực chứ chúng ta không có bị cái nhớ nếu mà chúng ta bị nhớ chừng nào thì chúng ta lại trở ngại chính cái ý thức đó nó trở ngại cho sự trôi chảy của của quyền phổ đó cũng như là khi trương tam phong mà dạy cho cho gì cho ai cho vô kỵ đó ừ. họ nhớ không thì vô kỵ bảo là con nhớ ít thôi rồi nói lần nữa họ nhớ không thì nó còn quên hết rồi ở dưới đó người ta rất là hoang mang người ta nói tại sao như vậy đã tâm tới giờ đó mà bư học võ mà 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 địch đến mà học học mà lại còn còn nhớ ít mà rồi nói nhiều trong tâm phong nói nhiều thì vô kỵ là không nhớ gì hết cả cái không nhớ tức là đã thâm nhập cái là được ý là quên lời mà mà cũng như là thâm nhập vào cái tâm pháp thì là ý cũng cũng không có nữa ý không có thì cái đó quá sâu xa nhưng mà lời không có thì thì là biết là hiểu ý mà vượt qua cái ý thì tức là thâm nhập vào tất cả cái cái tính chất chuyển động của của cái khí lực ở trong trong cho nên cái điều đó là cái điều chúng ta biết mà 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 nó trở thành những cái động trong người chúng ta chúng, cho nên cái tự biết mà chúng ta sẽ sẽ biết làm sao chứ chứ không phải chứ không phải là chúng ta nghe nghe được bởi vì thường thường chúng ta nghe nghe rồi chúng ta phải hiểu mà chúng ta hiểu rồi nó phải đưa ra cái hành cho nên dù là ngắn ngủi nhưng mà nó vẫn có những giai, giai đoạn mà trở ngại khúc mắt à, nếu tùy theo cái chỗ người nghe chậm mau và cái người ừ, chuyển thành cái hành đó nó có mau chậm mà tất cả cái động đó nó nó được có suôn sẻ hay không đó. À, vì thế cho nên ta nó hiểu ý thì quên lời nó là đưa trong cái này sách của trang tử nó là được quá cá thì quen non được họ thỏ thì quen giò người ta hiểu uh, hiểu đạo thì sẽ không có lời lẽ không có nghĩa là không có kinh điển nào nữa hết cả à. phí như có người ở giữa đại hội ngủ sai chim bao thấy trên đảnh núi tu di thiên đế ngự nơi thành thiện kiến cung điện vườn cây và các thứ nghiêm túc ngàn muôn ức thiên tử thiên nữ thiên hoa rải khắp mọi nơi những y thọ sanh ra y phục đẹp những hoa thọ đơm nở hoa đẹp những âm nhạc thọ tức là những cây âm nhạc đó thọ tối thiên âm nhạc những thiên thể nữ ca ngâm tiếng nói vô lượng chư thiên ở trong đó vui chơi người nằm mộng này tự thấy mặc nhiên y đi dạo khắp thiên cung ở trong đại hội tất cả mọi người đều đồng ý một chỗ mà chẳng thấy chẳng biết cảnh giới thiên cung như vậy. ở đây tôi nhắc lại chữ thọ như là những y thọ những hoa thọ những âm nhạc thọ đó chính là những thọ cây trên trời mọc ra từ những cái áo gọi là y thọ bởi vì những cái đoạn này là những cái đoạn mà mà khi mà giảng kinh thì thì người ta hay giảng trước những cái tính chất cũng như là cái cảnh giới mà khi Đức Phật hay là khi các vị Bồ Tát chư tỳ kheo ngồi trong cái giảng đường hay là ngồi trong chỗ đó mà nó có cái thần thông biến hóa thì thì thấy là tự nhiên ở trên trời có những cái mây lành, những thiên y, những hầu quang và cảnh giới nó biến đổi. Thì tất cả những cái này thực sự là chúng ta thấy giống như là một cái ảo thuật. Nhưng mà thật sự những cái này là những cái 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 thuyết pháp bằng cái sự thâm nhập ban đầu để để chúng ta khi mà chúng ta thay đổi tất cả những cái quan điểm về về cái cái tầm nhìn của của vật chất và của con người thì tất cả ở trong đó chúng ta không bị dính mắt mắc vào cái tính chất nó phải như vậy nó phải như kia mà cái gì nó hiện ra tới đâu thì chúng ta là tham nhập tới đó cũng như ở trong mộng chúng ta quên mất cái bản ngã quên mất mình là đang ở trong mộng đang ở trong cái gì đó cho nên cái cảnh gì nó hiện ra đó chúng ta thấy chúng ta là cái cảnh đó và chúng ta ở trong cảnh đó cho đến khi mà chúng ta thức dậy rồi thì chúng ta mới biết là mộng cũng như cuộc đời này cũng vậy nữa Chúng ta ở trong cái này thì chúng ta là cái này Chúng ta là con người Chúng ta là có những hành động vui buồn thương ghét đi lại Rồi cũng có những cái 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 đầu óc tư duy Nghĩ ngợi phân tích so đo Tức là những cái nghiệp về ngủ ấm chúng ta Cái nghiệp về cả cảm giác là thọ Cái nghiệp về cái tư duy là tưởng Cái nghiệp về cái sự rung động chuyển hướng là thành và cái nghiệp phải biết là thức cho nên tất cả thành đến cái lúc mà như là có vị bồ tát lớn hay là chư phật thì nó không có cái đó mà từ những cái hằng thanh văn và những cái vị bồ tát nhỏ còn có vị lớn thì người ta thâm nhập cho nên như cái bài ở trong vô lượng nghĩa đó nghĩa là trí tình lự như tro nguội tác chúng ta thấy cái trí nó cũng không có tình cũng không có mà cái tư lự không có tức là cái bản thể chúng ta bởi vì nó hiện hình ra một cái cái làn sóng mát mẻ nghĩa là thanh bình rồi cho nên gọi là trí tình lự như cho người ta ý thức vong tâm bạc lãng trang cái ý thức nó cũng không có được cũng như người ta gặp nhau nếu mà ở trong cái tình cảm hài hòa thì người ta cũng không có phân biệt không có suy nghĩ không nghĩ là là bạn ở đâu bạn là ai hay là cái dễ cả mà chúng ta cảm thấy có một cái sự quý mến lẫn nhau và nó nó quen mắt đi cho nên khi mà chúng ta đi sau chừng nào thì nó quen những cái bên ngoài cái thô à, cũng như khi mà một người con từ xa về quê gặp người mẹ thì nó chỉ có một cái cái cảm giác nghĩa là thâm trầm ngùi ngục nghĩa là ôm mẹ và trong khi mình chảy nước mắt hay là mình có nhiều khi lời nói cũng không thành được, cho nên người ta thể hiện cái cảm xúc, đó là cái cái đời sống thực, cái sự sinh tồn nghĩa là lực của con người có cái đó. Còn nó giữ cho cái giai cấp, nó giữ cho cái bản ngã hay là giữ cho cái gì đó là cái hệ của tư tưởng. Ừ. Nhưng mà cái cái sự sống thật á, thì nó là cái cảm thọ, cái cảm giác. Ừ. Bởi vì ở trong thân thể và ở trong đầu óc chúng ta đó thì nó cái cái, cái 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 tính chất đó nó nó từ cái cũng như là từ những cái lực mà chúng ta chưa từng biết nhưng mà lực đó là cái lực hút và đẩy những cái lực chúng ta thu rút vô nó gọi là những cái cái tính chất của tình yêu tình thương hay là gọi là ái nó là cái sự nhiễm sắc thể và cái lực đẩy ra là cái lực của của, của ý thức cái lực của sự phân biệt cái sự, cái lực của chia chia cách tức là nó nằm ở trong cái ngã thức nó 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 nằm ở trong cái chỗ mà phân chia của cái ý thức nó thấy cái này khóc hơn cái kia và cái này đúng cái kia sai tất cả mọi cái gì nó thấy nó nó thành cái cái ý vì thế cho nên nó nó tạo ra một cái cái giai cấp một một cái tính um, tính chất mà nó 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 phân biệt ra nhau à nó nghĩa là chủ khách tức là nó sống trong nhị nguyên và cái nhị nguyên đó nó có những cái 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 giai đoạn của cái khoanh vùng của từng lãnh vực tôi là tôi anh là anh chứ anh không phải là tôi và cái này không phải là cái kia rồi nó đi đến cái này là nó phải lý như thế này sự như thế này hành như thế này nghĩa là uh, cảm như thế này còn cái kia thì không phải nó bắt đầu nó, nó nó phân biệt như vậy đó thì nó thành ra cái bản ngã đó là cái hướng của của tư tưởng mà tư tưởng nhiều khi tư tưởng nó sanh ra cảm thọ và có khi sẵn cảm thọ thì nó chấp nhận được cái hình thành như là nó phải như vậy là tư tưởng như vậy cho nên cuộc sống chúng ta nó lẫn lộn giữa ngủ ấm và cái cái biết của chúng ta là cái đã có cái dữ liệu nó đã hình thành trước đó chúng ta được chấp nhận nó là như vậy nó là đúng nó là sai nó là phải nó là quấy chứ thực sự nó không là cái gì cả bởi vì đó đó là do cái thức của chúng ta sanh thôi chứ thực sự thế giới này nó không phải là đúng sai phải quấy dễ cả bởi vì chúng ta đúng vào bây giờ nhưng mà lát nữa nó không đúng phải ở đây nhưng mà không phải ở kia à, cho nên cũng như nói rộng la là cái vũ trụ này cũng vậy Chúng ta sống ở đây thì như thế Nhưng mà chúng ta ở trên sâu quả thì khác Ở một hành tinh khác thì khác Đó Và tất cả những cái gì không gian thời gian Nó đều khác Và tất cả những cái gì thọ hưởng Trong không gian thời gian Nó cũng khác Là sinh vật Là thần tiên Hay là con người Nó đều khác Thì nó nhỏ nhất hơn nữa Thì ở trong mỗi quốc độ Nó đều khác ừ, Cũng như là ừ, Trong năm châu nghĩa là dân phi châu Thì không phải là như âu châu âu châu thì cũng không phải như Á châu à, cho nên tất cả những cái đó là nó từ cái cái thói quen và từ cái ngôn ngữ rồi từ cái hành động từ tất cả đó nó 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 có từ truyền thống từ lâu rồi nó không thể hợp nhất được không thể dung hòa được nó trở thành ra một cái sự gọi là cố chấp mà nó thành ở trên đầu óc thì nó thành ra cái hiểu như vậy như vậy nếu khó hơn thì nó chặt nhưng mà người ta sẽ đầm nhau ở trong một cái cảm giác người ta uh, vui thì người ta có cái, cái nụ cười và người ta khổ thì người ta có cái dòng lệ nước mắt và người ta không đồng ý thì cái mặt nó nhăn lại mà người ta đồng ý thì cái mặt nó rãn ra đó nên nó từ cảm thọ mà nó biến đổi cái cái sắc lực đó đó thì tất cả cái đó đều đầm cho nên người đông người tây hay là cái châu này châu kia mà ai khóc thì cũng chảy nước mắt chứ không ai khóc mà chảy ra cái khóc hay cả mà ai cười thì cũng chảy ra những cái cái tính chính chất cái, cái âm khí cái ngôn ngữ nó nó hỗn loạn tùy theo cái cái giọng cười nữa tùy theo mỗi giọng cười tức là mỗi tâm lý cười ha hả cười hô hố cười hí hí hay là cười mỉm cười đổ nó có trăm ngàn cách thì nó do cái tâm mà nó thổi ra nó thổi ra cái gió cho nên tất cả đời sống này nó nó sai biệt bởi vì từ cái 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 đất đai từ cái vùng miền từ cái cuộc sống và từ cái này kia cho nên nó quen thuộc rồi thì nó chấp nhận cái đó nó cho như cái đó của cô mình còn cái khác thì không phải cho nên nó thành ra lâu đời lâu kiếp thì thì nó thành luật thôi chứ không có gì cả mà cái luật đó là cái thói quen cái thói can để nó không có lộn xộn xáo trộn ừ. cho nên một lúc nào chúng ta sẽ sai lại để chúng ta nghe được những cái thời mà con người mới ra đời tức là thời nó còn vượt quá cái thượng cổ rất là nhiều chúng ta chỉ nói cái thượng cổ trung cổ là chúng ta nói cách như vài chục ngàn năm trở lại thôi chứ còn chúng ta nói cái cái chỗ mà cái cái vũ trụ nó mới hình thành như thế nào rồi cái giống dân nào hay là cái sinh sống nào, cái, cái nó sinh ra trước và nó tồn tại như thế nào, rồi gọi là nó hình thành, nó hình thành rồi thành rồi nó trụ trụ như thế nào, rồi tới chừng nó hoại như thế nào, mà chúng ta phải biết được cái nguồn gốc đó thì chúng ta sẽ sẽ thấy rằng nó sẽ xóa hết tất cả những cái 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 tính chất thành kiến của đời sống và khi chúng ta xoay thành kiến đời sống thì thì chúng ta còn lại cái sự thông cảm quen thuộc ở trên cái cảm giác đó và vượt lên cái sự thông cảm đó thì chúng ta hòa tan hết đó. vì thế cho nên từ cái cuộc sống hay là bất cứ một cái gì xảy ra nó cũng đều từ cái 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 nghiệp của chúng ta nó đi trước cho nên người thiện thì cái tạo thành cảnh thiện mà người ác thì tạo thành cảnh ác người mà nó cái tâm nó an ổn vui vẻ hài hòa thì nó tạo ra cái thế giới thanh bình mà người ta nó ở trong một cái tính chất cố chấp bản ngã hay là tham lam hay là ôm giữ hay là sợ hãi nhau thì nó sẽ tạo ra những cái khu vực và chiến tranh và sự 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 phấn đấu để giành quyền nghĩa là chủ vị của mình tất cả mọi cái đó nó đều sanh ra nó là đều là những cái hậu thiên chứ không phải thật sự là cái con người con người nguyên thủy đó cho nên sau này có lúc có lúc chúng ta sẽ sẽ nói lại những cái cái chủ đề đó nghĩa là dựa theo những cái chỗ mà các vị Phật hay là các cái kinh điển cao phát minh ra cái sự thành lập thế giới đó còn ngoài ra thì chúng ta nói dù thượng cổ trung cổ chúng ta chỉ nói nghĩa là trong vài chục ngàn năm trở lại trước cái thời kim tự tháp hay trước thời của nghĩa là như là đồ đầm đồ đá đó thì thật sự nó cũng mới thôi chứ không phải bởi vì cái đó nó đã có rồi rồi nó thay đổi nhiều lớp sống nhiều lớp giống văn nhiều giống chúng sanh cho nên chúng ta chỉ nói một thời kỳ mà nó sanh ra thôi chứ không phải là nói cái thời kỳ đầu tiên à, cũng như thế giới này nếu nếu nó có một cái tính chất biến đổi hoại diệt rồi sau nó lại tiến triển nó lại trở thành trở thành và chúng ta không biết cái lúc cái, cái cái nào là cái đầu tiên thật sự à, cũng như một cuộc biến đổi gì thế giới thì thế giới nó sẽ thay đổi hết nhưng mà nó thay đổi là thay đổi thời kỳ chứ không phải là nó là trước tiên rồi sau đó nó trở lại à, cũng như là nói là cái thời kỳ hồng thủy hay thời kỳ này thì nó cũng là một cái thời kỳ ở khoảng giữa thôi chứ không phải là đời thời kỳ đầu tiên sinh ra con người đó nhưng mà chúng ta muốn học hiểu được những cái đó thì chúng ta phải có một cái tâm nó chậm rãi, nó đơn giản. Chúng ta không có cái lòng nâu nóng và không có cái tính chất thì từ từ chúng ta sẽ nghe và nghe hết tất cả chuyện đó thì chúng ta thấy tất cả đời sống này nó nó nó, nó rất là an ổn. Bởi vì chúng ta thấy nó là như vậy và mình là như vậy như vậy chứ không phải là chúng ta có bản ngã mà nó cái này là mình cái kia là mình cái là người bởi vì sanh lên là cái đã sanh chứ không phải là chúng ta sanh hay là có thời gian sanh cho nên sanh lên là cái đã sanh hiện là chỗ chính mình đang đi tức là cái chỗ mình đang chuyển động mà mình thấy nó nó nổi lên nó hiện vận hành trong đổi thay này cái còn chẳng được hướng gì vật kia vận hành chúng ta vận hành trong cái chúng ta đang thay đổi chúng ta chuyển động trong cái nó chuyển động bởi vì sanh lên trong cái đang lìa cái mà chẳng tụ tức là đang đi vận hành trong cái chuyển di tăng mau trong cái tức thì trôi qua thế giới này như, nó như ảo nó như vậy đó nhưng mà chúng ta ý thức từng phần đoạn đó, thì chúng ta là thấy cái này cái kia chúng ta thấy phân khu phân thời gian không gian ra nhưng mà thật sự tất cả mọi cái điều chuyển động liên tục từ khi nó mới thành cho đến cho đến nó nó cuối cùng nó nó hoại diệt nhưng mà khi nó hoại diệt đó không phải là nó tan biến hết tất cả rồi nó là thành lại hoại lại thành lại hoại lại cứ như vậy đó nó vô lượng kiếp cho nên con người cũng vậy nữa vì thế cho nên khi mà chúng ta muốn biết một cái mà để cho cái biết của chúng ta cho cái tri thức của chúng ta nó dừng thì chúng ta phải biết tặng nguồn tặng tặng, tặng má nhưng mà chúng ta biết tận nguồn tận mé thì thực sự chúng ta phải biết ở trong chính ở trong thiền quán của chúng ta mà thôi tức là chúng ta phải biết trong cái thức này như đức phật nói là nó có cái thế giới tức là nó tạo ra cái không gian thời gian của cái nghiệp chúng ta và ở trong đó khi mà chúng ta vượt ra hết tất cả cái gọi là ngũ uẩn giai không đó thì chúng ta không còn cái cái sự thay đổi nữa không còn lộn xộn nữa à. nhưng mà điều đó chúng ta chỉ tụng kinh bác nhã thôi chúng ta chỉ nghe nói thôi chứ cái, cái, cái quán trí của chúng ta nó chưa có thành tựu cho nên chúng ta không hoàn hảo là nó không mà chúng ta chỉ biết nó không mà khi cái biết đó nó cũng giới hạn thôi ừ. chứ chúng ta biết rồi chúng ta thực nghiệm trải nghiệm và nó đi đến mức hoàn hảo thì chúng ta ở là cái không cũng giống như là cái 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 cõi trời không vậy đó cũng như là không vô biên đó. thì không vô biên nó nó lợi hại hơn tất cả cái 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 sắc của cõi trời dục là nó có tự trong đó những người khác không thấy nó mà họ đã thấy được tất cả mọi người họ cái lực biến hóa họ cũng hơn những người những người ở cõi trời dục rất nhiều nhưng mà họ vẫn có thân tức là cái thân không của họ như như không mà quá thành cũng giống như chúng ta nhìn ma quỷ đó. chúng ta không thấy họ nhưng mà họ thấy chúng ta nếu họ muốn cho chúng ta thấy thì họ hiền hình ra đó. cho nên cái 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 ám thân của chúng ta cũng vậy ừ. còn như chư thiên thì nó trong sáng cũng như cái trung ấm đó mà nó trong sáng nó kỳ diệu hơn rồi tới có cả các vị mà lên chừng nào thì nó tinh vi nó toàn là hào quang chập trùng nghĩa là phóng ảnh ra nó mênh mông và cái cái ảnh đó nó nó tương đồng gần gũi với cái với cái tâm thức chừng nào á với cái nguyên lý chừng nào đó, thì cái ảnh đó, nó nó còn đẹp còn lung linh và cái thần lực nó còn lớn lao còn cái 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 tâm cái, 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 tâm người đó nó 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 có một cái phiền não có những cái tham vọng nó có những cái tính chất bắt đầu nó tư duy rồi thì cái thân đó nó bắt đầu nó đục và nó cũng ảnh hưởng cái mà mình gọi là tâm tức là cái thức đó nó nó trở thành khô cứng cho nên con vật thô cứng thì cái hình hài nó thô cứng còn con vật nó nhanh nhạn thì hình hài nó yển chuyển nó lung linh cũng như con chim nó, nó 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 nhẹ nhàng hơn là cái con con vật bò sát hay là con rùa hay là con gì đó à. cũng như cái gì mà cần ít cần chậm thì nó cần lâu còn cái gì mau bởi vì nó là cái vận tốc của tất cả cái sự thành trụ ở trong làm cũng như, cũng giống như bây giờ con chó nó chỉ sống bằng có thể là một phần mười của con rùa thôi là bởi vì cái hơi thở của con chó nó rất ồn ào còn cái thở, hơi thở của con rùa nó rất nhẹ cho nên thở cần 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 sâu cần nhẹ thì cái người đó sống lâu thật sự nó vậy nó là bắt đầu từ cái vật chất mà mà nó nuôi dưỡng cái cái thân hình cho nên vì thế cho nên có người ví dụ bây giờ chúng ta không muốn giác ngộ không có nghĩ đến sự giác ngộ cái sự giải thoát mà chúng ta nghĩ đến cái sự sống lâu hay là chúng ta nghĩ đến cái sự vui vẻ thoải mái cao sang thì chúng ta phải luyện khí luyện tiên chúng ta luyện nếu mà chúng ta thành tiên như là địa tiên thì chúng ta cũng sống rất lâu cũng cả ngàn năm hay là mấy ngàn năm còn như thiên tiên thì chúng ta sống bằng như chư thiên đó là chúng ta luyện bắt đầu luyện từ vật chất từ thức ăn từ từ cuộc sống im lặng và thần chú và này kia chúng ta lấy những cái mà có thể có được để chúng ta nộp vào và chúng ta tự biến đổi nó đó, cho nên trong kinh cũng kinh trong lăng Nghiêm Đức Phật nói 50 loại tiên, 50 loại mà chúng ta tu hành tiên. Đó, cũng như là mà chúng ta muốn khỏe mạnh, muốn cho có cơ bắp thì chúng ta phải biết luyện thể dục, luyện thể dục dụng cụ và những môn luyện thì chúng ta có cơ bắp mạnh khỏe. Thì cái gì nó cũng do chúng ta đùn lên chứ không phải là tự nhiên nó có. Đó. Cho nên để tiếp tục cái này cho ừ. nên, nên nói là trí tuệ của các vị các ngài các bồ tát đó thì là cái, cái 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 tặng và vô tặng tặng ở trong cái vô tặng còn chúng ta thì khóc chỉ nhìn được có một khúc thôi thể nào mà tính hết một cái bãi cát sông hàng được nếu phân tích như bây giờ mình nói thì ngài còn có thể biết được bao nhiêu loại phân tử ở trong nước đó cho nên chỉ nhìn được có một khúc thơ không biết vô lượng là cái gì không biết được cái cái tận đi vào cái vô tận cũng như là một cái động đi vào trong cái chuyển động mà cái chuyển động nó đi vào cái cuối cùng là cái không động cho nên hồi tôi còn đã tôi hay suy nghĩ tôi cũng biết cái vấn đề mà cái chuyển động của một vật thể đó cái mà chuyển động tận cùng nó là gì nghĩa là một cái chuyển động một cái mau đó thì tôi mới nghĩ qua ví dụ như cái vận tốc của ánh sáng nó nó chuyển động đến mức mình không thể thấy được như là trong 300.000 cái số trong một giây thì chúng ta nói về vật lý chúng ta về nói về một cái chuyển động ví dụ một cái một, một hòn sỏi hay là một cái viên đạn mà bắn đó. nhưng mà thật sự cái đó nó có giới hạn bởi vì nó có thể tính theo những cái khoảng dây hoặc một phần nào của cái dây trong cái vận tốc đó nhưng mà nó chuyển động đến mức mà không thể thấy được là cái gì mà chúng ta không thấy được nhưng mà giả chỉ ở trong cái cái, cái một cái cái máy móc tinh vi hay là con mắt của một cái vị đặc biệt nào đó thì họ vẫn thấy được nhưng mà cái chuyển động như là có vị quỷ thần hay là có vị bồ tát thì không thể thấy được hoặc không thể thấy được bởi vì phật ở đây nhưng mà phật muốn ở bên một cái cõi gì xa xăm ngoài vô phá vũ trụ thì chỉ trong khải móng tay là đức phật có ở đó. đó cũng như là đức phật ngồi đây nhưng mà nhích một cái thì đức phật ở trên cõi trời đổ sức mà đức phật diễn thiết dẫn hai là cõi trời độ lợi thì trong đó không thể thấy là cái vận tốc của một vị phật đi như thế nào cả thực sự nó đi còn nhanh hơn ánh sáng đó. cho nên cái cuối cùng nó là thực sự không có đi đó. cũng như là khi chúng ta chết rồi đó Thì chúng ta có cái niệm giả trị như có cái duyên nào đó ở hà nội thì chúng ta thấy mình ở hà nội đó. chúng ta thấy ở bên, bên 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 Pháp thì chúng ta ở bên Pháp thấy bên bên Âu Châu thì chúng ta ở bên Châu nghĩa là nó không có thời gian đó là một cái điều rất lạ cho nên đó là cái vận tốc cuối cùng là không có vận tốc cho nên cái trung ấm thân nó đi bằng cái thần thông của tất cả thần tiên nó nó như vậy mà nó đi còn nhanh hơn nữa cho nên một người ở đây mà muốn đầu thai bất cứ một chỗ nào thì cũng chỉ trong chốc lát miễn là có cái duyên ở chỗ đó, có cái duyên làm cha mẹ ở đó hay là có cái nghiệp ở đó thì nó đến đó và trong trong chốc lát chỉ là một tích tắc thôi thì là nó 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 đầu thai. Nó đầu thai chỉ là một cái tích tắc rất là nhỏ cũng như là trong như là giống như là trong một giây thôi. Thì gọi là tái sinh sau đó là bắt đầu già chết sau cái dây đó thì nó không có biến đổi nữa nó nó biến đổi nó biến đổi lần lần nó phồng lên nó to lên nó cộm lên rồi nữa này kia thì, thì tức là nó già chết tức là cũng như khi mà cái 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 hột giống mà nó đủ sức nó nở ra một cái rồi từ cái nở lên thì tự nhiên nó cứ nó lên lên hoài à, chứ, chứ nó không nở nhưng mà nó tiếp tục nó tiếp tục xanh và tiếp tục già và trong đó nó cũng tiếp tục chết nữa nhưng mà 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 cái cái chết chưa đó chúng ta không thấy được cũng như bây giờ chúng ta đang ngồi cũng có thể là chúng ta đang chết bởi vì nếu chúng ta ngồi đây mà trong vòng như là chúng ta ngồi đây vài ba tháng gì đó thì chúng ta một người khác ở ngoài bước vào thấy chúng ta già hơn chúng ta có thể nó càng gỏi hơn đó cho nên cái điều đó là cho nên con người không là để mà một năm tới hay là vài năm nữa bây giờ mà chúng ta đang già và đang già cũng có nghĩa là chúng ta đang chết nghĩa là nó chết cái này nó thấy cái kia cũng giống như cái tế bào này nó chết nó trưởng thành cái tế bào kia và nó biến đổi rất là là nhanh chóng nghĩa là cái vận tốc đó mà theo như những cái 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 cái, cái, cái luận như là ở trong vi diệu pháp abhidhamma thì chúng ta không tưởng được một một khoảnh khắc rất ngắn ngủi chúng ta có thể bao nhiêu lần sanh bao nhiêu lần chết nên là có thể hàng ngàn hàng trăm lần chúng ta đang ngồi về mà chúng ta chết chúng ta không biết được nhưng mà chúng ta bị có một cái ý thức là thường còn thường như vậy như vậy đó cái ý thức gọi là thường kiếm đó thì chúng ta không thấy được à. cho nên bắt buộc là chúng ta phải ở trong một cái tính chất thành tựu cái vô thường quán thì chúng ta sẽ không còn tin tưởng tin tưởng cái 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 tính chất hiện tượng nó là như bây giờ bởi vì nó như bây giờ nhưng mà nó không có mãi mãi nó nó sẽ không như vậy nữa nó không có tướng như vậy nữa cho nên nói bây giờ chúng ta nói như chúng ta bây giờ như tại đây hay này kia đó là chúng ta để thấy việc cái thấy thấy về thấy nhưng mà trong cái đối tượng của thấy đó nó không phải chúng ta không thấy được à. ví dụ chúng ta nhìn vào của một cái mặt trăng hay mặt trời thì chúng ta thấy đó nhưng mà nó vẫn đương chuyển động nó đương thay đổi thế giới này thực sự không có một cái gì là bây giờ hết cả à. nhưng mà nếu chúng ta thấy mà không phải là bây giờ thì trong cái đầu óc chúng ta nó thay đổi chứ không phải là thế giới thay đổi à. Vì thế cho nên bắt buộc là chúng ta phải thấy như chính cái bây giờ Rồi trong cái bây giờ đó nó có thay đổi gì trong lòng chúng nó thì cứ kệ Nhưng mà chúng ta sẽ không 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 có bị loạn tưởng, không bị vọng tưởng Còn nếu chúng ta không thấy như bây giờ Thì chúng ta sẽ thấy bằng cái tính chất tư duy, nghĩ ngợi Tức là so sánh về thời gian Chúng ta nằm ở trong cái thời gian đó để chúng ta tìm một cái không gian hình lượng của cuộc sống, và chúng ta bị bám víu vào đó thành kiến vào cái đó chúng ta thấy nó người đó là như vậy như vậy là đồ đó như vậy như vậy và cái gì chúng ta thấy như vậy nhưng mà chúng ta quay mặt lại là nó đã khác rồi cho nên nó tăng bấm chiều hoàng hôn tăng biến có hai chăng những chuyện trò đùa thế giới con mắt chúng ta không thể nhìn thấu được đó, vì thế cho nên tất cả mọi cái bằng cách là chúng ta đừng có cố chấp bất cứ cái gì đừng có cho bất cứ cái gì là thật nhưng mà hãy thấy đó là như đó và chúng ta chấp nhận cái hiện tiền đó, cái hiện tiền dù cái hiện tiền đó nó không có thật nhưng mà khi mà chúng ta chấp nhận chúng ta thấy như vậy đó thì nó bình an hơn và trong lòng chúng ta tỉnh táo hơn. Đó. Cho nên ở trong cái kinh quan nghiêm này ở trong cái này thì trước khi mà giảng vào những cái cái pháp mà thiền tài tu học ấy thì thì dọn về những cái chúng ta bỏ bớt một vài cái nè ngài xá lợi phát quán sát rồi bảo các hải tỳ kheo rằng giác hải nên quán sát thân thanh tịnh tướng tốt trang nghiêm của văn thù sư lợi bồ tát chúng ta đọc lại cái đoạn này cho nó, nó, rõ ràng lúc đó tôn giả xá lợi phát thừa thần lực của phật thấy văn thù sư lợi bồ tát cùng chúng hội bồ tát trang nghiêm ra khỏi rừng thể đa qua phương nam du hành nhân gian tức là ngài xá lợi phát tâm thấy được vì do sức của phật gia trì nên chúng ta cũng phải hiểu rằng ngài thiện tài tự sức cũng trong thấy đức văn thù sư lợi bồ tát thì ngài là bậc tu chứng cao rồi vì nếu so sánh ngài xá lợi phát đã đắc được qua la hán tức là đã chứng được vào đến không hải của thức ấm mà còn nhờ sức của gia trì của phật mới nhìn thấy được ngài văn thù sau khi ngài văn thù xuất hiện thì có một số vị tăng chạy theo trong đó có ngài xá lợi phát khi Ngài Xá Lợi Pháp bằng nghĩ rằng tôi nay nên theo Ngài Văn Thù Sư Lợi qua phương Nam. Ý Ngài Xá Lợi Pháp muốn theo Ngài Văn Thù Sư Lợi qua phương Nam nhưng không hiểu vì sao sau này lại không thấy trong kinh nhắc đến Ngài nữa. Kinh uh, nghĩ xong tôn giả Xá Lợi Pháp cùng sáu ngàn tỳ kheo đồng rời chỗ mình đến chỗ Đức Phật đánh lễ chân Phật rồi bạch. Ý muốn Đức Phật khứa khả các Ngài hữu nhiễu Đức Phật ba vầm từ tả đi đến chỗ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trong kinh nói Ngài Văn Thù Sư Lợi hữu nhiễu Đức Phật vô lượng vầm, nhưng Ngài Xá Lự Pháp và sáu ngàn tỳ kheo chỉ hữu nhiễu ba vầm thôi. Vì sao? Vì cái tâm đại bi của các Ngài còn rất mỏng. Kinh sáu ngàn tỳ kheo này vốn cùng ở chung với tôn giả Xá Lự Pháp, xuất gia chưa lâu, nhưng là hải giác tỳ kheo thiện, Sanh tỳ kheo vân văn Những tỳ kheo này đã từng cúng dường Vô lượng Phật trầm cội lành Sức hiểu biết rộng lớn tì, uh, Nhãn sáng suốt Tâm lượng rộng rãi Quán Phật cảnh giới Rõ Pháp bổn tánh Lợi ích chúng sanh Thường cần cầu công đức của chư Phật Những tỳ kheo này đều do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thuyết giảng giáo Pháp Mà được thành tựu những vị bồ tát đó hay là những vị thanh văn hoặc là chúng ta đó không thể thấy cái thực tướng của các vị bồ tát được. Ví dụ như có lúc Đức Phật thuyết giảng về ngài Phổ Hiền và Văn Thù, cái công đức cũng như là cố Phật lâu xa mà đã, đã 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 bởi vì trí tất cả trí chư Phật là trí của Văn Thù và tất cả hạnh chư Phật là hạnh của Phổ Hiền. Và sau này tất cả chúng sanh đều theo đó thì nghe cái công đức tán tháng đó thì các cái vị ở trong chúng hội có thì kheo hay là kể cả các vị Bồ Tát nhỏ hoặc là các thần thinh văn thần thâm như xá lợi pháp đồ thì muốn thấy Đức Đức Văn Thù Phú Hiền lắm nhưng mà hỏi bây giờ Đức Văn Thù Phú Hiền ở đâu thì Đức Phật mới nói là có hai vị Bồ Tát đó đang ngồi ở bên ta à, thì ngồi đó nhưng mà không thấy được nhưng mà bảo là các vị này nếu muốn thấy phải làm cung kính, đánh lễ và niệm danh hiệu đó thì sẽ thấy được. cho nên các vị đó thành kính, đánh lễ và niệm danh hiệu thì thấy Đức Phổ Hiền với Đức Bồ Tát Văn Thù ngồi bên Đức Phật đã lâu rồi. đó, không phải là các vị ẩn thân hay là có vị toàn hình dễ cả ngồi đó nhưng mà không thấy được. đó là một cái điều mà nó nó ở trong kinh thường diễn tả. cho nên mười phương chư Phật cũng vậy nữa có đó hay là tất cả cảnh giới có đó, nhưng mà có con mắt chúng ta nó chưa có cái thiên nhãn, chưa có cái huệ cho nên chúng ta không thấy được. Và để khi nào cái tâm nghiệp chúng ta nó tan biến hết cái nghiệp lực của chúng ta nó tan biến hết thì chúng ta sẽ thấy. Chứ còn có khi là A La Hán cũng không thấy hết được gọi chư Phật được. Đó, nhưng mà có thể thấy ở trong tam giới này được. Ngài Xá lợi pháp quan sát rồi báo cáo giác hải tỳ kheo rằng giác hải nên quan sát thân thanh tịnh tướng tốt trang nghiêm của văn thù sư lợi bồ tát tất cả hàng nhân thiên chẳng nghĩ bàn được giác hải nên quan sát viên quan chói sáng của văn thù sư lợi bồ tát làm chỗ vô lượng chúng sanh phát tâm quan hỷ Ngài Xá lợi pháp khuyên uh, các vị tỳ kheo khuyên các vị tỳ kheo nên quan sát ngài văn thù sư lợi bồ tát vì cái vì càng quan sát bao nhiêu Cần tăng thêm thiện căn bấy nhiêu ừ. quan sát tức là có hai cách một là chúng ta thấy rồi mà chúng ta phải định tâm là yên lặng nhìn và và dõi theo dõi theo và suy nghĩ và chúng ta nhìn ngắm và chúng ta trong đó chúng ta có cái muốn biết và con mắt chúng ta nó tỉnh táo hơn nó theo dõi hơn từng chi tiết về tất cả đó À, nghĩa là chúng ta tạo ra cái ánh sáng và cái ánh sáng nó đi sát vào trong tất cả những cái cái hiện thể mà cái đối tượng của nhãn giới gọi là chúng ta quan sát và cái thứ hai nếu là chúng ta quan sát ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta phải tạo hình cũng như giống như là chúng ta thần linh quán nha chúng ta quán một vị thần linh ở trong tâm chúng ta chúng phải ta phải tự tạo hình vị thần linh đó và tự tưởng tượng về Đức Bồ Tát, Quan Thế Âm hay là bất cứ vị nào. Thì bởi vì cái tưởng chúng ta nó sanh thật, nó sanh thật và khi nó sanh thật rồi thì nó ở đó, nó có thật. Kinh bây giờ tôn giả xá lợi Pháp vì chư tỳ kheo mà toán thắng khai thị diễn thuyết ngày văn thù sư lợi đồng tử vô lượng công đức trang nghiêm như vậy chúng ta bỏ bớt một cái đoạn này nó nó giảng dài quá Đề là Nghiêm Xuân Hồng nói nè, tôi xin được nói xe qua cho quý vị để hiểu. Đầu tiên ta phải buộc tâm vào một chỗ như vào chóp mũi hay là bạch hầu chẳng hạn. Nó là chỉ bắt đầu chúng ta chỉ đưa cái tâm mà thiền quan sát đó. Và chỉ khởi một niệm là tâm mình trụ ở nơi bạch hầu. Còn tất cả bạch hầu là cái lông mài sáng, cái lông mài mà mà nó 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 đẹp đẽ của 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 Phật á bạch hầu yến chuyển ngũ tu di đó còn tất cả những tâm niệm khác đều không cho xen vào không cho khởi lên chú tâm lâu lúc đó trong tâm hành giả chỉ còn một làn sóng duy nhất có thể gọi là định sau đó hành giả có thể quán chấp mũi hai hơi thở đều do vô lượng nhân duyên hợp thành lại mà thành đó là quán về sát tướng quán lâu tâm thức hành giả sẽ bán nhại có thể chia trẻ tiêu dung sát ấm rồi tiêu dung cảm giác. Tâm tưởng có thể qua được những lớp sương mù của các ấm để vào đến thức ấm. Tức là tức là chớm vào không hải vì vậy trong đạo Phật. Nếu không giảng kỹ về năm ấm này chính là thức biến thì ta cũng không nắm vững được ý kinh cho lắm. Đại lược là như vậy. Đến khi hành giả vào đến không hải rồi thì thì là thức ấm tức là thức ấm tức là tất cả cái tính biết mênh mông và vô lượng và tất cả mọi cái đều sanh ra cái trong cái thức đó giống như một con thỏ chăn đã chấm vào nước thì đây là nước độ của ngài thiên tài đứng ở bờ rồi thò được chăn xuống nước nhưng chưa thể lặn sâu đến đáy biển và cần phải lặn sâu xuống đáy biển một mới lấy được châu báo hành trình đi tìm cầu thiện tri thức của thiện tài chính là để lặn sâu vào toàn thức ấy thôi khi đã lặn sâu rồi không được dừng chân phải khởi quán giả và đại bi tâm nhà thiền đông độ gọi là thắm tay vào chợ tức là sau khi tu trong núi vài ba chục năm vào được không hải vững rồi tâm không còn bị lắc lai lúc đó các ngài cần thẳng tay xuống núi đi vào chợ trải tâm mình trên các nhân duyên dù là ngon ngược dọc xuôi lên cao xuống thấp tất cả duyên sự đều đều tâm hành giả tiếp ứng mà không được sao động trong khi đi vào những nhân duyên đó hành giả vẫn phải quán nhân duyên để nhớ rằng những cảnh giới đều là giả cả Lần lượt qua các kiếp Chuyển thần thục đắc quả không pháp Không được vô sanh nhẫn Rời bỏ nhục thân Lấy pháp thân Làm pháp thân Bồ Tát Vì trong việc đó Sanh Trong việc độ sanh Nhục thân không làm được mấy Đổi nó chỉ có một cái lưỡi Hai bàn tay hai chân Dù có độ suốt đời Cũng không được mấy nên cần lên đến bậc vô sanh pháp nhãn tức là bồ tát để bát địa để có thần thâm quá độ vô lượng để độ cho tất cả chúng sanh đó là quán giả của bậc bồ tát bây trong cái quán đó thì chúng ta quán thật sự trong kinh dạy đầu tiên là chúng ta trụ cái định trụ cái định một cái điểm nào đó ví dụ chẳng hạn như chúng ta trụ ở trong giữa hai chân mày hay là nếu mình quán Phật thì mình quán cái tướng Bạch hào, cái lông trắng của Đức Phật A Di Đà thì trong kinh nó là lần lần nó sẽ nổi lên cái cái mặt của Phật rõ ràng. Chứ chúng ta quán toàn bộ Phật thì thật sự cái tâm của chúng ta định nó nó rộng quá, nhưng mà quán một cái Bạch hầu thì chúng ta sẽ quán hết sẽ tự nhiên nó hiện lên cũng như chúng ta chú tâm vào chỗ này thì cái tâm của chúng ta nó tập trung ở trên cái cái phần trên cái nghĩa là cái 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 khí và cái thức nó ở chỗ này. Ừ. và chúng ta xoay vào bên trong để chúng ta, ta định và chúng ta thấy bên trong. Còn nếu chúng ta tập trung chỗ này mà chúng ta nhìn ra thì nó thành ra cái giống như là chúng ta thôi miên người, người và vật. Tức là chúng ta đưa cái sức mạnh của của cái tâm khí để chúng ta phóng ở ở ra khỏi cái cái, cái cái não chúng ta tức là nó đi vượt qua cái không gian để nó đến cái cái đối tượng đèn đó đó còn chúng ta quán về ở trong định mà chúng ta đưa khí xuống thì chúng ta phải để ở dư chỗ rúng và phía dưới chừng hai lóng tay tức là nó thuộc về cái việc trung cực khí hại đó. đó thì chúng ta ở đó thì tất cả khí đều tập trung ở đó bởi vì chúng ta để cái tâm chỗ nào thì khí nó sẽ tập trung chỗ đó đó, vì thế cho nên mà nó có hai cách, một cách là khi mà chúng ta quán hay là chúng ta chuyển cái khí thì tất là cái toàn bộ cái, cái bắp chúng ta nó cái 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 tượng về vật chất chúng ta nó sẽ tụ ở đó. Cho nên nó nó tụ cái khí và có thì là cái máu chúng ta. Còn nếu mà chúng ta lấy cái tinh thần thì cái tinh thần chúng ta nó định chỗ đó. đó. Nếu nói thô hơn cái thì chúng ta ví dụ như chúng ta tập thể thể lực mà chúng ta đứng với hai bằng chân. À, à, chúng ta đứng hai bằng chân cũng giống như chúng ta đứng tắn. Chúng ta chỉ đứng trung bình tắn và chúng ta rùng xuống một chút và chúng ta xuống. Cái, cái đùi nó hư nghiêng, cái cái đầu gối xuống nó thẳng và nó 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 nghiêng mấy độ giữa cái đùi và cái lưng thì rất là thẳng tức là chúng ta rùng cái thế đó nó giống như cái thế nó làm chúng ta mỏi lắm nhưng mà thật sự cái thế đó là cái thế vững nhất vì thế cho nên chúng ta tụ cái khí ở chỗ đó nên là cho nên đó là mình nói cái chuyện ngoài nó thô còn nói cái chuyện mà thiền tức là chúng ta tập trung khi tập trung vào chỗ nào thì cái chỗ đó nó định và trong cái định đó thì chúng ta đưa cái tâm quán nó sai vào. Nó sai vào quán. À, còn cái quán mà ví dụ quán trong bốn mươi đề mục, ví dụ quán đất, nước, gió, lửa đó. Thì cái đó nó, nó là chuyên môn. À, về, ví dụ quán về tất cả đều là nước hay là lửa. Thì thì khi cái quán thành tựu thì nó thành ra cái cái sự thật. Nó thành nước và lửa ở trong định chúng ta nó sẽ thành ra cái đó, nó thành từ trong tâm chúng ta và nó thành nó hiện ra cái sự thật xung quanh. Nhưng mà cái đây là nó là trong cái pháp thiền gọi là thiền định ở trong những cái đề mục quán thôi. Còn cái thiền định mà ở trong cái chỗ mày giác ngộ á, thì nó nó giống như là chỉ và quán, tức là chúng ta dừng đó, chúng ta dừng đó không phải là cái điểm dừng mà cái điểm đó để là thấy cái dừng đó để mà thấy, đó. tức là ví dụ như chúng ta thấy cái cái điểm mà nó động trong tâm, tức là cái cái hơi thở, cái hơi thở nó không phải là ở bên ngoài, không phải là bên trong. nhưng mà nó theo cái cái chỗ dẫn của chúng ta, nó nó theo cái chỗ nhịp nhàng của cái cơ thể của chúng ta để nó điều hòa cái sinh lực ừ ví dụ cũng như chúng ta hít cái oxy vào và chúng ta đưa cái chất thải chất carbonic ra bên ngoài và chúng ta đó nhưng mà chúng ta không nói về vấn đề đó nhưng mà chúng ta lấy cái hơi thở đó để chúng ta làm chuẩn chúng ta không có loạn không có nghĩa là hơi thở đến đâu thì cái tâm chúng ta định đến đó và chúng ta định theo hơi thở thì thì chúng ta định đó nhưng mà trong cái quán đó thì chúng ta biết hơi thở nó ra vô như thế nào đó Chúng ta biết đó Chứ không nhất thiết là chúng ta Phải tưởng thêm cơ thở là gì Nhưng mà Chúng ta biết khi mà cuối hơi thở ra đó, cuối hơi thở vào thì nó ra. Nhưng mà khi nó ra rồi thì chúng ta thấy thấy cái tính chất nó tự dội ra. Hoặc nó tự phá hút vô là bởi vì cơ thể con người nó, cái cái sinh lực nó tự nó, 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 nó thu rút như vậy và ví dụ nó thu rút như vậy thì cái quả tim nó mới đập điều hòa được và tất cả các hệ kinh lạc của chúng ta nó mới thông thông thương được ừ. nhưng mà khi chúng ta muốn biết về cái thực nghiệm của ngủ ấm thì chúng ta phải phải thấy nó phải thấy cái thể khí đó và chúng ta thấy cái tính chất mà khi mà cuối hơi thở thì thường thường chúng ta phải ngưng một 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 tích tắc ở chỗ đó để chúng ta hít trở vô mà khi chúng ta thở rãi ra ấy, thì nó hít vô nhưng mà có thể là chúng ta nhín một chút nhín một chút xíu cái hơi thở đó cái hơi thở đó chúng ta nhín một chút xíu thì thì ở trong cái khoảng đó chúng ta thấy cái khoảng không gọi là khoảng không ở giữa hơi thở đó nghĩa là lúc bây giờ chúng ta chưa từng thấy cái không bao giờ chưa từng thấy cái khoảng trống bao giờ chứ mà thật sự khoảng trống đó nó còn nhiều hơn cái đậm nó mênh mông ở trong thân tâm chúng ta nhưng mà bắt đầu chúng ta thấy thì chúng thì nó mới nở dần ra từ ở trong hơi thở và từ ở trong những cái khoảng động đó. nhưng mà nếu chúng ta thấy như vậy đó thì cái tâm chúng ta định ở trong trong tất cả cái, cái cái thể chuyển động chúng ta mà chúng ta biết thì gọi là quán nhưng mà chúng ta không phải khởi cái tâm để mà theo dõi nhưng mà chúng ta có cái tâm để biết để biết điều đó để để biết điều đó thì khi chúng ta biết, chúng ta thấy Chúng ta thấy và chúng ta không có tạo ra một cái hơi thở mạnh Hoặc hơi thở dài hoặc là cái gì cả Thì chúng ta biết hơi thở Cứ nó vô ra mà chúng ta để Ví dụ chúng ta có thể lúc đầu chúng ta để ở mũi hoặc là chúng ta để trán gì trong tạm thời thôi chứ chúng ta không phải dừng ở cái cái điểm đó bởi vì chúng ta không có dừng cái thức ở chỗ nào ấy cả thì nó ở trong cái thấy mà thôi thì chúng ta thấy nó, chúng ta thấy nó vô và nó ra. Và chúng ta thấy mà ở trong lúc đầu thì cái hơi thở nó thô. Mà sau thì cái hơi thở nó té lần lần, nó nhỏ lần lần. Bởi vì khi chúng ta điều hòa rồi thì chúng ta không thở mạnh. Cũng như khi chúng ta lên cái dốc rồi thì chúng ta hít nhiều. Để cho nó có oxy, để cho chúng ta mạnh mẽ nhưng mà khi chúng ta đi bằng ăn rồi thì nó không cần hít nhiều nữa chúng ta ngồi xuống mà ngồi xuống thì mới đó nó cái hơi thở nó cũng dồn dập mà nó bất thường thì chúng, khi chúng ta điều hòa lần lần thì hơi thở nó điều nó nhẹ và nó lần lần nó, nó trở thành tinh tế cái tinh tế đến mức mà chúng ta thấy hơi thở nó giống như là như có và như không nó rất là nhẹ và lúc đó cái cơ thể chúng ta điều hòa cho nên chúng ta thiếu coi như bình thường thì chúng ta thở dậy nó không đủ khí nhưng mà lúc đó bởi vì chúng ta một hồi ví dụ sau chừng 30 phút hay là hơn nữa thì cái, cái trong người của chúng ta nó đã bình thường rồi, nó đã điều hòa rồi. Cho nên chẳng những nó không mệt mà nó còn khỏe, nó còn im mà cái khỏe của chúng ta cũng mất mình luôn. Thì nó im im, im ru bà đù thì cái thấy nó còn đó. Cho nên nó thấy rất rõ ràng, nó thấy hơi thở và và tự nhiên tự động lúc đó chúng ta cũng nghe được cái tiếng tim nó đập nó đập rất là nhẹ bởi vì hơi thở nó càng nhẹ thì tiếng tim nó đập càng nhẹ. Khi tiếng tim nó đập càng nhẹ, nó nhẹ đến mức mà nó rất là nhẹ, rồi hơi thở nó rất là nhẹ. Thì lúc đó chúng ta tự nhiên biết là chúng ta ở trong một cái thể mà mà giống như nó hợp nhất. Nó hợp nhất, nó không phải hợp nhất nhưng mà cái khâm đó nó hiện ra ở trong cái sự cái sự không có phân chia, không chúng ta không có một ý nghĩ nội cả thì cái biết của chúng ta đó nó biết là là chúng ta không có nghĩ chúng ta không có nghĩ hề cả về chúng ta chỉ có dụng vận dụng mà chúng ta giữ gìn cơ thể nhỏ nhỏ đó hoặc lúc đầu chúng ta vận dụng để cơ thể nó điều rồi xong nó nhỏ rồi trong khi nó nó hài hòa rồi này kia thì trong khi cái 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 động nó êm nhưng mà cái biết nó nó sáng hơn cái biết nó sáng hơn cho nên nó thấy được toàn diện chẳng nhân thở vô thở ra quả tim mà nó còn thấy một cái phát minh một cái là chúng ta không có nghĩ bây giờ nãy giờ chúng ta chỉ tập trung mà chúng ta làm cái động thôi chứ không có nghĩ rồi chẳng bao lâu thì chúng ta phát minh rằng chúng ta không có nghĩ tức là nó bị ức chế nó bị một cái gì đó nó ngưng lại đó cho nên cái trạng thái đó gọi là niệm trú chứ không có gì hết cả mà cái niệm trú đó chính là cái sơ thiền Bởi vì lúc đó chúng ta không có một cái tình cảm gì quan vu, chúng ta không có một ý tưởng gì phân biệt, cho nên chúng ta không có thọ và có tưởng. Ừ. Cái thọ là nó trong cái cảm tính của chúng ta để mà cảm nhiễm một cái gì thì nó gọi là thọ. Còn cái tưởng tức là trong cái hình ảnh chúng ta nó có một cái cái cái, cái đồ họa nó có một cái gì đó nó thuộc về tướng và nó thuộc về âm thanh nó thuộc về cái gì đó nó có sườn có có, có lõi thì thì chúng ta nó gọi là tưởng và chúng ta lúc đó chúng ta là thấy nó không có bởi vì mình không nghĩ vậy cả mình chỉ chuyên về hơi thở thôi mà hơi thở bây giờ nó vô vi nó nhẹ rồi thì cái 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 chúng ta không có bận rộn nữa thì tự nhiên cái chúng ta không có nghĩ không có tưởng gì cả đó cho nên chúng ta cũng cũng không có lúc đó chúng ta không không có rảnh đau mà cảm tình hay nhớ dai hay nhớ gì hết cả cho nên nó không có cái sự thọ nó không thọ không tưởng chúng ta phải thấy rõ cái điều đó ở xảy ra ở trong chính mình chứ không phải là chúng ta ngăn ngừa chúng ta sanh ra cái nó cho nên lúc đó thì chúng ta thấy mình không có niệm chúng bởi vì chúng ta có niệm tức là chúng ta nghĩ ngợi và chúng ta sanh một cái cái biết của cái cái điểm cái điểm 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 dừng và điểm động ở trong cái, cái 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 gọi là khái niệm tức là có một cái gì để biết, một cái gì có cái hình tư tưởng, có một cái gì đó nhưng mà lúc bây giờ chúng ta cần nhịn quen mắt không có gì hết cả. Thì lúc đó cái tâm của chúng ta đó nó bắt đầu từ cái chỗ đó, tức là nó 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 nó, 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 nó ly nó nó rời cái mặt đất rồi tức là bắt đầu cũng như cái máy bay nó bắt đầu lướt nó lên 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 cái rồi nó đi bình thường rồi mà kiểu cái độ cao thì nó chưa đúng cái mức mà khi nó đi xa nhưng mà khi đó nó ở trên không rồi nó đã cách mặt đất rồi đó tức là chúng ta đã lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta vào thiền nhưng mà vào thiền ở trong cái sơ định bởi vì định tức là chúng ta không có vọng tưởng không nghĩ ngợi không có sanh cái chuyện gì cả mà nó không có một cái sự hối thúc nào cả là tự nó định chúng ta xác định được cái điều đó chúng ta không cần thêm nữa nhưng mà xác định cái điều đó mà xác định một cách lặng lẽ êm đềm thôi chứ chứ cái tâm chúng ta chỉ biết biết một cách nhẹ nhàng chứ không có thô động thì trong cái biết đó cái biết đó là cái khởi đầu để cho chúng ta thấy cái không niệm nó gọi là niệm trú chứ không phải là vô niệm niệm trú, cái niệm chúng ta nó dừng nó ăn ẩn ở trong chỗ đó, thì sau này từ cái chỗ đó chúng ta biết rằng cái 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 khoảng mà nó không có sanh cái 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 hình hoặc là cái âm thanh tên gọi tên người hay là người hay vật hay bất cứ tức là nó không sanh tưởng cái cái sanh hình ra đó gọi là tư tưởng tức là có cái hình tư tưởng ừ, hình tư tưởng nhưng bây giờ trong người chúng ta nó không có sắc nó nó chỉ có cái không biết cái, cái vô sắc chứ chúng chúng ta cho nên bắt đầu chúng ta ở trong cái vô sắc vô sắc gọi là vô sắc tưởng tức là bắt đầu sơ thiền ừ. cái điều đó nếu mà chúng ta học về phật tánh học về cái cái tánh cái tánh không á thì chúng ta không cần thêm lấy nữa nhưng mà ở trong đó chúng ta xác định được cái 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 dừng của cái niệm ừ. Ừ. tức là chú cái niệm chú chú là cũng như nó dừng ở à, chỗ đó một lúc và là sơ thì niệm chú nhưng mà khi mà chúng ta quan sát chúng ta biết cái, cái không niệm đó là cái thật còn cái niệm là do chúng ta động về cái, cái tưởng hay cái này cái kia thì nó sanh ra cái niệm tưởng là tư tưởng tư duy suy nghĩ hay là cái cái hình đó nó nó qua lại nhanh quá nó trôi chạy nhanh quá thì cái đó nó nó thành ra cái thức của chúng ta sống ồn ào, sống mạnh, sống năng động đó là thực sự là cái tưởng chứ không có gì hay cả. Và do bây giờ chúng ta biết được cái cái tính chất cái niệm đó nó dừng tức là không có hình tư tưởng nữa thì chúng ta bắt đầu tự kinh nghiệm điều đó chứ thực sự mỗi người mỗi khác không thể học được. Nhưng mà chúng ta bắt đầu chỗ đó chúng ta bứ mới yên lặng chúng ta gọi chúng ta thấy rằng thật sự cái không niệm đó là cái gốc còn tất cả cái niệm là do chúng ta không ý thức được Chúng ta mê chỗ góc đó mà nó khởi lên Nó khởi lên trong sự trôi chảy của nó Gọi là cái nghiệp tưởng của chúng ta đó. Thì cái chỗ đó nếu mà chúng ta đi vào cái cái Phật tánh Đi được vào cái vô niệm Thì chúng ta phải phát huy ra cái biết Cái biết của cái không niệm Tức là vô niệm Rồi cái biết đó chúng ta Chúng ta biết nó đúng mức chúng ta tin tưởng rồi thì tất cả cái niệm đó nó lần lần nó ít sanh ít sanh chứ chứ không phải là chúng ta cố ngăn ngừa lại chúng ta thấy nó ít sanh ít sanh thì sau này chẳng bao lâu chúng ta được cái vô niệm khi chúng ta được cái vô niệm tức là chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi nơi không có niệm nếu thỉnh thoảng một hai cái niệm mà nó xảy ra đó thì chúng ta biết nó khi chúng ta biết nó thì chúng ta không có theo nó nó, chúng ta không có theo nó không theo cái hình tư tưởng nó chúng ta không theo nó khi chúng ta không theo nó thì nó tự ăn nó, nó tự diệt thì chúng ta tiếp tục ở trong cái tâm gọi là tâm không đó. gọi là tâm không tâm vô niệm đó thì ban đầu thì nó như vậy nhưng mà sau đó thì nó tự tại nó cần lúc nó cần lớn nó cần mở cái 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 không gian nghĩa là của, của chúng ta ở trong tâm nó rất là là kỳ diệu và sau đó thì chúng ta không còn ngăn ngừa nữa Bởi vì tất cả sự nghĩ tưởng nó đều đi qua Giống như những cái bóng mờ nó Và nó không có thật nữa Thì cái, 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 cái nghĩ tưởng về sau khi mà chúng ta thấy rồi đó Thì nó cũng là cái niệm cũng tưởng Nhưng mà cái đó nó là không có sanh ra cái động nó không thanh sanh ra cái độ rung để nó phá khuấy cái cái bình sự bình an của vô niệm cho nên do như vậy những cái đó cũng giống như nó đẹp cũng giống như cái chút mây mà trên cái bầu trời trong sáng cái, cái 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 bầu trời mênh mông xanh thẳm vào một buổi chiều nào đó thì có một hai áng mây nó chạy qua nó rất đẹp nhưng mà nó lại không phải khuấy phá cái không gian yên bình đó cho nên cái niệm đó chúng ta coi nó cũng như vô niệm không phải là vô niệm là không có niệm nhưng mà trong đó nó không có cái đậm của cái niệm đó nó không có cái tâm không có một cái đậm vi tế của niệm đó là bởi vì trong cái tánh biết đó còn lúc nó còn sáng cho nên cái tánh biết nó trở lại là cái chủ thể cái, mà cái tánh biết đó thật sự nó cũng từ ở trong cái cái vô niệm nó còn lớn chừng nào nó còn mênh mông chừng nào thì cái tánh biết nó còn không có biên giới nó không có giới hạn nữa cái tánh biết nó không giới hạn cho nên cái gì đi ngon qua nó cũng như giống như là những cái vệt mây đi ngon qua cái ánh sáng của cái bầu trời vậy đó thì cái đó nó không có trở ngại nữa cho nên cái tâm chúng ta sẽ không loạn nữa nghĩa là nó không có lộn xộn cho nên bất cứ khoảnh khắc nào chúng ta đều ở trong khoảnh khắc đó ừ. rồi trong khi mà cái đó nó sẽ sanh ra rất nhiều cái kỳ diệu tức là chúng ta bắt đầu chúng ta thấy những cái như 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 thị đang là và chúng cuối cùng chúng ta thấy một cái từ gọi là thất tướng của các pháp, đó, tức là nó là đi vào cái con đường ngộ, tức là nhập vào trong cái thấy đó chứ không có người thấy, à, chúng ta thấy nó cho, cho nên cho nên nó khai Rồi chúng ta thấy thị đó, Rồi chúng ta cùng với cái thấy đó nó nó không có nó người thấy không thấy nữa là ngộ ngộ rồi chúng ta nhập thì từ từ chúng ta đưa cái 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 tâm vọng cái tâm mà có trong tâm giới tứ sanh cửu hữu đó nó trở thành một cái cái tâm vô tướng nó trở thành cái vô tướng tâm nó không còn bị cái sanh diệt nữa cho nên gọi là thế gian ly sanh diệt do như hư không qua trí bất đắc hữu vô nhưng đại bi tâm đó Rồi chúng ta sẽ viễn ly ở đoạn thường tức là không nói cái đoạn hay thường viễn lưu đoạn thường thế gian hằng như mộng thì chúng ta sẽ thấy cái tính chất mộng mị bởi vì mộng là khi chúng ta tư tưởng mà chúng ta không biết bởi vì tư tưởng trong đó chúng ta bị cái kế sanh ra cái người tư tưởng còn khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta thấy tư tưởng đó như chúng ta đứng mà nhìn mây ở trên trời chúng ta không bị dính dắt cho nên chúng ta thấy đó là mộng mị nếu mà trong tư tưởng chúng ta không thấy chúng ta đồng quá đó thì chúng ta là mộng mà trong chốc lát chúng ta thoát ly ra cái 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 ảo tưởng chúng ta là cái đó thì chúng ta là không có mộng cho nên gọi là thế gian nghe ly sanh diệt do như hư không qua trí bất đắc hư vô nhưng đại bi tâm dù cái gì nữa viễn ly đoạn thường thế gian hằng như mộng trí bất đắc hư vô như đại bi tâm ừ rồi chúng ta cứ lần lần tri nhân pháp vô ngã nó không có chỗ dựa nữa tri nhân pháp vô ngã ừ. cái bài này là những cái bài tựa hoa nghiêm tôi đạp thuộc không biết bao nhiêu lần nhưng mà nhắc thời nói thì nó nó nó, nó không có đầy đủ đó. vì thế cho nên tự cái pháp nó là cái, cái, cái đó nó sanh trong cho nên phật pháp là tự trong tâm của chúng ta sanh ừ chứ không phải là không phải là ở ngoài ừ. ở ngoài là chúng ta chỉ văn chỉ nghe thôi văn mà chúng ta nhập vào cái đó thì gọi là tư và chúng ta mở ra đó thì gọi là tu tức là chúng ta thấy cái khi tu đó là chúng ta đã thấy được cái chuyện đó cho nên nó gọi là cái cái giác ngộ mà khi chúng ta ở trong cái sự giác ngộ đó thì chúng ta không có cái tâm tự hào tự ngã cái tâm cho là mình giác ngộ hay không tuyệt đối nó không bao giờ có cho nên chúng ta cũng không biết cái điều đó gì chúng ta không có định hình nó cái, cái tông màu xanh vàng đỏ trắng hay là lớn nhỏ vuông tròn gì cả nó không có tướng không có tướng và nó cũng không có cái tướng biết nữa thì làm sao mà có người biết được và chúng ta nó trở thành sự bình thường trong sự bình thường đó là chúng ta sống giữa cái cái, cái cái tâm pháp và sát pháp à, giữa cái thế gian và xuất thế gian đó nó điều hợp nhất như một nó không có thấy cái thế này là thế gian và cái kia xuất thế gian nó cũng không có thấy cái này là đời cái kia là đạo hay cái gì cả nhưng mà cái khi nào cái tâm chúng ta mê muội thì chúng ta biết nó mê muội và chúng ta tỉnh giác rồi thì nó không uhm cho nên Đức Huệ Năng mới nói là nó là cái cái, cái 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 tâm thực tâm không đó thế gian muôn vật thải không chân cho nên nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy nó như thật đó là chúng ta mê thế gian muôn vật thải không chân chẳng khá lầm xem nhận thật chân nếu thấy nhìn nếu chúng ta thấy bị thấy đó nhìn là điều chắc thật thì cái chỗ đó cái chỗ mà chúng ta thấy nhìn chỗ xem thấy ấy quả không chân thì bây giờ tự tâm rõ thấu nguồn chân tánh tự tâm thấy tự tâm đó phi quyển thành quyển pháp đó tự tâm rõ thấu nguồn chân tánh thì, thì chúng ta thấy rồi tức gọi là lìa chứ không phải là chúng ta bỏ những cái gì tự tâm rõ thấy nguồn chân tánh lìa giả thì tâm chẳng vẫn tránh chân cho nên cái chánh và cái cái cái, cái chân nó sẵn có nhưng mà bị chúng ta mờ một chút thì nó sanh ra cái tượng cái ảo đó để chúng ta đồng quá với cái đó thì gọi là mê và chúng ta thoát ra cái ảo, ảo, ảnh đó thì ngộ bởi vì ngộ là không có cái mê chứ không phải là có cái ngộ nó không có cái mê vì cái mê cho nên chúng ta nói cái ngộ cho nên tự tâm rõ tháo nguồn chân tánh lìa giả thì tâm vẫn chánh, chánh chân tự tánh chẳng lìa điều uyển giả thì thì cái tâm đó là tâm chẳng chánh thì không có chỗ chân thì chỗ nào chân cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái thế gian là động và bất động từ ừ. tâm chẳng tránh chỗ nào chân hữu tình tức là cái gì mà hữu tình nó khác hơn vô tình tức là hữu tình hiểu biết đương nhiên động chúng ta động chúng ta động có hai cách một là À, động vật động cái tay chân hay là cái đời sống của chúng ta là hành động mà hai là cái tâm chúng ta động <laughs> cho nên hữu tình là nó có cái động cái vô tình thì nó không có động hữu tình hiểu biết đương nhiên động bởi vì do cái thức cái thức là cái không phải là tâm cho nên nó là động mà mà cái động đó thì nó nó mới thấy được nhờ cái động đó mà nó thấy vô thường khổ không vô ngã À, cho nên cái pháp nó sanh ra Nó ảo ảnh Cho nên chúng ta mới thấy được nhiều cách Cho nên tự tâm ra thấy nguồn chân tránh Lìa giả thì tâm vẫn chân chân Tự tánh chẳng lìa điều khiển giả Tâm mình chẳng tránh chỗ nào chân Hữu tình hiểu biết đương nhiên động Không động là loài chẳng có tình Học đạo nếu tu hành chẳng động Tức là chúng ta không biết cái đường của động và tịnh Mà chúng ta mở ra cái đường của thấy Cho nên động thì nó động tịnh là Cái động cũng là cái tịnh mà nếu cái tịnh mà chúng ta cho đây là cái tịnh chúng ta ý thức thì nó là thành cái điểm động cho nên tịnh cũng là một cái động ừ. chán động thật rằng tâm chán định không không tình đâu có giống như lai đó vậy đó ừ. cho nên do như vậy chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết rồi rồi chúng ta đọc lại kinh văn của phật tổ đó thì cũng như chúng ta lấy cái gương đó để soi lại thôi so lại thì chúng ta thấy nó hoàn hảo hơn chứ không phải là chúng ta học theo nếu chúng ta chưa ngộ chưa giác mà chúng ta học theo thì nó cũng là cái chỗ chúng ta không cũng là mê ừ. nên do như vậy cái 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 điểm này là bởi vì nhân nơi cái cái nhập pháp giới này nó 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 sâu lắm nó đi có thể cái này nó đi tới cái chỗ từng từng đoạn một mà của thiền tài đồng tử học là nó nó cho nên chúng ta học tới đâu á như nhân nơi một cái đoạn nào đó để chúng ta khai phá cái tâm thức của mình và chúng ta lọt vào ở trong cái chỗ mà chúng ta giác ngộ khi chúng ta giác ngộ chúng ta giải tán cái kiến thức chúng ta vượt qua cái cái kiến thức chúng ta vượt qua cái trí tình lữ khi mà chúng ta vào cái đó thì bắt đầu chúng ta chúng ta đọc cái nhập pháp giới thì chúng ta mới nhập được chứ nếu không thì chúng ta đọc nó như là một cái một cái chuyện đời xưa mà thôi bởi vì cái nhập pháp giới này nó nó rất dài nó rất nhiều với thiện tài đồng tử đi học với vô số vị thầy vị sư kỳ lạ nghĩa là học nghĩa là có khi học như là xuất thế có khi học như là ở trong đời có như khi như học như giống như chuyện thần tiên ma quỷ có khi học như là nó nó vô lường nhưng mà chúng ta phải có cái tâm đó phải có tâm nó ra khỏi cái cái chỗ cái, cái 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 thức mà phân biệt quá nặng nề quá quá chấp nhất thì chúng ta cái biết của chúng ta nó nhẹ nhàng nó lấy cái biết mà nó nó nó, nó, nó xác định cho mình chứ không phải là nó thấy phân biệt nó xác định cho mình đó. cho nên cái điều này là cái điều nó tế nhị thành mỗi bữa mà chúng ta có duyên nói như vậy thì chúng ta hiểu thêm một chút mà thôi từ lần 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 nó sẽ tràn đầy nó sẽ tròn sáng đó. bây giờ nó cũng hết giờ rồi <laughs> có nếu mà có quý đại đức hoặc là quý phật tử mà có gì hỏi đó thì thì có thể đặt câu hỏi có không Cái hỏi là chúng ta mở trí, chúng ta thắc mắc. Còn cái không hỏi thì chúng ta lại nhập pháp giới rồi. Nhập vào, nhập vào có pháp. Chúng ta không có cái gì nghi ngờ, không có cái gì sanh chuyện nữa. À, nói đi. Dạ, con thưa thầy. Con coi trong cuốn, cuốn sách của bữa con, con người thầy. Cuốn Kinh Lăng Già. Trong đó con khúc con thấy, con thấy có cái đoạn là nói cái quả dự lâu đó thầy. Ừ thì trong kinh kim cang nói là nhập nhưng mà không có chỗ nhập mà chỗ không nhập là cái chỗ không có nhiễm khi mà mình hiểu được ngủ và ấm da không thì là mình không bị nhiễm đúng không này? Ừ. không ừ. nhiễm được. ví dụ như bây giờ ví dụ như uh, bởi vì chúng ta có ý thức cùng với hành động á thì chúng ta bư bư nói là cái có không còn chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta không có ý thức Nhưng mà cái tay chúng ta đưa chúng ta bóc cái này Chúng ta bỏ cái này chúng ta làm gì đó Thì thật sự chúng ta có làm cái đậm cũng như không đậm Cho nên nhập cũng như là không nhập Nhưng mà chính cái không nhập này chúng ta mới nhập rộng rãi Còn nếu chúng ta bị cái ý thức kẹt rồi Thì chúng ta không nhập được đó. Cho nên cái tâm của chúng ta nó không có cái ảo giác trước Nó không có tưởng tượng được Chúng như, chúng như, chúng như khi mà mình nhìn tất cả mọi người mình chỉ nhìn bằng một cách bình an một cách cũng giống như miếng gương vậy thôi và cái gì nó hiện trong miếng gương như chính nó còn nếu chúng ta có một cái tâm thức mặc cảm hoặc có một cái gì trước thì chúng ta nhìn một người nào đó như là cái nhìn của chúng ta tức là cái nghi chúng ta cũng như chúng ta nghĩ người này là do người này ăn trộm thì chúng ta thấy tất cả cử động người đó đều là giống như thang ăn trộm à. nó cái cái tính chất của chúng ta tự nhiên nó biến hóa ra như vậy Ừ. còn giá trị một người đó mà chúng ta tự nhiên tin tưởng kính mến thì chúng ta thấy người đó cái việc cũng đạo đức, cái tâm của chúng ta nó nó có sanh ra những cái cái mần tư tưởng như vậy, Đấy. cho nên tất cả đều do tâm sanh, chứ không có thật gì hết cả. Ừ. cho nên nó nó giống như là cái sự ảo giác, cuộc đời này toàn bộ như vậy nhưng mà cái đó nó kéo quá dài thì nó trở thành sự thật, chứ thật sự nó không có gì, con người thật sự cũng không có tính xấu gì hết bởi vì tánh tốt mà còn không có thật thì làm sao có tánh xấu được. Nhưng mà nó dính mắc một cái gì đó rồi mình mặc cảm rồi người ta xúi dục. Người ta đẩy mình vô cái chỗ đó thành mình trở thành cái đó. Chứ ví dụ như bây giờ một đứa nhỏ mà nó 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 nó, 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 nó lấy nó thấy một cục kẹo hay gì đó. Tự nhiên cái sự thu rút nó nó bốc nó lửm này kia nó không có mặc cảm gì cả. Nhưng mà chúng ta nói, ấy sao con ăn cắp? ăn cắp chi vậy đừng có ăn cắp thế này kia thì nó nghĩ nó biết cái đó là ăn cắp nhưng mà mình có thể nói à, đừng có lấy cái này cái này con lấy con phải hỏi Hay là phải phải xin đừng có lấy nhưng mà chúng ta thấy nó chúng ta nói ăn cắp thì sau này nó trở thành ăn cắp thiệt nó thèm quá thì nó sợ nó sợ và cái cử động nó thành ra đứa ăn cắp cho nên chính, chính chúng ta gây cái tội lỗi cho cái người đó chứ còn thật sự nó con người thật sự cái tánh xấu nó không phải là không có nhưng mà nó rất ít nó, nó không có nhiều mà khi có khi người ta làm vì một cái sự bức xúc gì trong người, người ta thiếu thốn người ta làm cho nên cũng như là uh, con chó thật sự nó đói thì nó gặp chỗ nào nó ăn chỗ nấy nhưng mà ví dụ như cái bàn chúng ta dọn sẵn mà mà nó mình không có người thì tự nhiên nó ăn thôi nó nó đâu có tội lỗi gì nó đâu nghĩ gì đâu nhưng mà người thôi sao mày ăn mày vô lễ rồi này mày không hỏi trước rồi này kia thật sự không thể nói con cháu được nó không có cái cái pháp lý đó, đó. thật sự con người nó cũng vậy thôi nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta dạy dỗ dỗ thì chúng đừng có để cho họ có mặt cảm đừng có nói là tội hay không tội nhưng mà cái điều đó không cần thiết mình phải làm vậy vậy nghĩa là mình phải làm sao cho nó biết rằng mình nó đừng có làm vậy thôi còn mình nói mà không khéo nó nhưng cái tiếng tội phước nó không phải là là cái không phải là chỉ vào một cái gì tội lỗi nhưng mà nó chỉ vào một cái gì không nên làm khác với người khác hay là cái này kia do cái cái quy định cũng như khi mình ra cái luật nào đó thì người ta phạm luật còn nếu mà không cái đó thì người ta chỉ 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 như vậy thôi mà nếu không cần thiết thì có thể nói khéo để đừng có làm cái đó cho nên nó không phải là phạm nó không phạm nhưng mà nếu mà khi ta làm cái điều mà mình đã cấm mình đã ý thức nó có cái thì nó sẽ là phạm cái tư tưởng phạm đó là một cái mặt cảm, cái mặt cảm đó là rất là nguy hiểm, mặt cảm nó nó giết luôn cả mình nữa. Ừ. Còn con người mà khéo léo đó thì có thể thay đổi nhau, không phải là xấu mà mình không nên làm vậy, không nên làm vậy, thì này kia đó. Nhưng mà bây giờ nó chưa có cái 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 cái, cái phương trình mà cái chương trình mà để dạy cho con người làm tốt như vậy đó, cũng như nó không có chỉ cho con người thấy như thật cái này, cái đó, cái này, cái gì đó không có chỉ cho cái thấy mà nó chỉ là cái thấy cái gì vì thế cho nên thấy cái này thì nó chỉ là thấy cái này cái kia nó nói lên cái tên thì chính lên cái chỗ đó thành nó sanh ra cái phân biệt cái đó nó không khác với cái kia ừ. thành do như vậy còn lúc nó còn lộn xộn nó lộn xộn là nó lộn xộn cái ý thức phân biệt đó cho nên con người nó trở thành tâm tối chứ không có gì cả cho nên nó cho nên còn cái tự học có nghĩa là mới là thấy cái mới nhưng mà bây giờ nó là thấy cái cũ ví dụ có thể thay vì ví dụ nó thấy cái này là cái này nó thấy nó thấy cái này nó rất là đẹp đẽ như trẻ nít nó thấy cái này nó rất đẹp đẽ vì nó chưa có cái tên cái gì cả lần đầu tiên nó chụp vậy đó nhưng mà hồi rồi nó tự nhiên nó quen nó bỏ đi rồi nó chụp cái khác nhưng mà cái này nó quý lắm mấy con cái này là màu vàng hay cái này là vàng hay cái gì đó thì nó ý thức nó ý thức thành do gì nó ý thức đó nó ý thức ở trong thành nó muốn giữ lại cái mà mình thích mình khen nó, nó cũng truyền cảm cái chỗ đó thành cái này nó trở thành cái quý giá và nếu nó lấy cái này thì nó trở thành ăn cắp tội rồi này kia đó cho nên con người từ cái ý thức ban đầu bởi vì mình không cho nó biết sự thật ừ. cái sự thật này là cái nó là như chính nó thì nó như chính nó thì tất cả như chính nó thì cái lòng tham này nó nhẹ hơn mình có cách khác để thấy nó để có cách giáo dục cho nó thấy được cái mới mẻ của sự vật à. vì cái sự phân biệt nó đưa đi đến cái mà mình nói từ cuối cùng gọi là già chết tức là người đó ví dụ như bây giờ thấy tất cả người nó ngồi như thế này thì thấy nó rất là đẹp đẽ bởi vì mình ít rời cái chữ đúng sai phải quấy nam nữ mặt dài mặt ngắn gì mình không có sanh ra ý niệm đó thì mình thấy nó đều là những cái, cái biểu tượng nó rất là đẹp và nó không có cái 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 hình lượng ở trong đầu mình để mà mình phân tách vì thế cho nên cái người này có và không có nó không nặng nặng cái ý nghĩ trong người mình cho nên cái người này mà đứng mà đi thì mình cũng không quan trọng người này ngồi lại không quan trọng mà ngồi lại hoài thì mình cũng không thấy lâu mà đi thì mình cũng cũng không thấy mau cho nên do như vậy cái thời gian nó sanh bởi vì cái sự khẳng định của không gian không gian hình lượng cho nên cho nên khi mà bởi vì cái sự khẳng định của không gian thời gian đó nó bắt đầu từ cái sự phân biệt mà từ cái phân biệt là bắt đầu từ cái vọng tưởng từ cái tưởng tri của mình đó nó phân biệt nó không có tánh thấy mà nó có có cái sự phân tích của cái thức cái thứ thấy cái thấy đó nó bị nhòa trong cái cái xác định của nó 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 chia làm ô nó chia làm thành bực thành thứ lớp thành nó chỉ thấy cái thứ lớp đó thôi chứ nó không thấy một cái tính chất bình đẳng vì thế cho nên cái tâm của nó nó là sanh ra cái muốn hơn muốn thua tất cả những cái khái niệm này nó rất vi tế cho nên do như vậy con người càng học ấy, thì sẽ càng tội lỗi cho nên ông tô đông pha mới nói nhân sinh thức tự đa ưu hoạn pha lão tằng văn ngã à, diệt văn tức là người đời biết nhiều thì là cái hoạn nạn nhiều bởi vì mình biết cái này không phải cái kia mà trong cái biết mình nó sanh ra cái nguy hiểm lắm ví dụ mình biết cái gì mà người ta không muốn mình biết thì mình phải chết ví dụ như bây giờ người ta đương đếm vàng đếm bạc gì đó nhiều mà một người nào dây lén dòm thì người ta sẽ giết người đó năm ba đồng nói gì chứ người ta đếm hàng, hàng trăm hàng ngàn tử người ta đưa, đưa vào cái kho vàng hay gì đó mà họ thấy một người mà lén lấy thì người đó phải chết Ừ. bởi vì cái người mà họ có cái khả năng đó thì họ cũng có cái thủ đoạn đó bởi vì cái lòng tham là cái thủ đoạn của người ta cho nên do vậy cho nên mình nghe nhớ chuyện như là chuyện chính trị hay là cái chuyện của tình cảm riêng tư hay là chuyện tiền bạc chuyện riêng tư thì mình phải bị diệt bởi vì không ai muốn cho mình dính cái đó vào dính cái đó tức là mình họ mất cái đó cho nên không cho nên mình đừng có bao giờ nghe chuyện riêng tư đừng bao giờ nghe cái chuyện của của vấn đề chính trị hay là xã hội phức tạp mà mình phải sống đúng cho tốt chính mình thôi thì cái đó mình tức là người ta cũng sẽ an ổn không có sợ hãi mình đó. mà mình biết nhiều quá thì cũng cũng là nguy hiểm cho nên cái biết đó không phải là cái cái bởi vì mình không phải biết để tiến quá mà mình biết do cái hiếu kỳ mình biết do để mình tăng cường cái bản ngã cho lòng tham vì thế cho nên mình biết toàn là những chuyện nguy hiểm và chuyện cũ cho nên mình không học được cái tính chất nó là đang là nó là cái này và nó là tại sao nó cái này thì mình sẽ thấy cái tính chất cái, tại sao nó có cái sắc màu và tại sao nó có lớn nhỏ tại sao mình không phải tại sao nhưng mà trong cái biết nguyên thủy đó tự nhiên nó sẽ phát minh còn cái biết mà cái biết học cái gì cái gì đó thì nó là cái tính chất hạn chế Ừ, tức là nó không nó gọi là cái truyền thống cái tính chất giáo dục cái đó nó sẽ không còn phát minh nghĩa là không còn thông minh thông tức là bên trong nó nhìn thấy mà không có bị tướng không bị tên không bị cái phân chia cho nên nó thông và nó cái thông từ cái thông đó cho nên nó giờ là sáng sáng tức là nó bình an nó nhìn thì nó bình an là nhìn thì tự nó phát minh được đó. cũng giống như mình nhìn một sự vật thì tự nhiên mình máy động mình biết sự vật đó nó không phải như vậy nếu nó không phải như vậy thì thì cái như vậy đó nó không trúng cũng như nói hồi đó tôi nhìn một chiếc lá tôi biết là nó không phải là chiếc lá như vậy là bởi vì sao trong chốc lát thì có một chiếc lá vàng nó rụng nó rơi vào tôi nói chiếc lá rụng đó là chiếc lá đang xanh mà chiếc lá đang xanh không có nghĩa là nó xanh mà là nó một cái tính chất nó đang đi dần tới cái tiếng cái, cái chiếc lá vàng tức là bây giờ mình lúc đó mình chưa học nhiều mình không biết cái vận tốc về cái quan học cái tính chất của của cái chuyển động nó như thế cũng như một cái gì nó quay tích quay tích như quạt máy hay là những cái vòng lửa thì mình không thấy cái khoảng cách cho nên mình thấy cái hình của nó ví dụ cái hình số 8 hay là cái hình vòng tròn thì mình thấy nó quay tích thì mình nói đó cái vòng tròn nhưng mà hoàn toàn nó không có vừa vòng tròn bởi vì chỉ là cái vận tốc cho nên tâm tất cả có hiện vật của vật của chất hay là tinh thần của con người cũng là vận tốc cho nên vì thế cái biết là cái sự giới hạn nếu mình phân chia còn còn cái biết mà biết chân lý thì nó không có giới hạn nó cho nên nó không có tên nó không có tướng nó không có gì cho nên gọi là cái biết chỉ khi cần dùng thì mình biết mình dùng cái gì không dùng cái gì mình làm cái gì không làm gì chứ còn khi mà mình đã phân chia ra rồi thì con người mình nó trở thành dốc chứ không phải là mình biết bởi vì mình hạn chế rồi mình hạn chế trong cái chỗ đó rồi đó cho nên do như vậy mình 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 thấy một cái gì mà mình không có phân chia trong đầu óc thì mình cái thấy mình rất sáng cho nên cái đó là cái biết và cái tánh biết mình cũng như là cái vật bị biết nó gần gũi lẫn nhau nó bình an còn khi mà mình biết mà cái bị biết tức là nó chia thành nhị nguyên của của cái thức rồi thì mình biết cái người đó khác hơn người mình hay là người đó cái này cái kia cho đến nam nữ cho đến mình biết lần lần mình biết từng chi tiết cái đó thì nó rất là nguy hiểm chính cái biết đó nó khuấy khóa, khuấy khóa cái phật tánh cái bình an của mình 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 không còn ăn ăn ổn nữa à. cho nên nói chiến tranh văn hóa đặc bài đùng văn minh đến những ngày diệt tiêu phế hưng lịch sử phật phiều kìa châu lăng tích nọ biêu trường thành hỡi nhà bác học sĩ tanh ông rằng nếu đến nhân danh những gì ta rằng ta sẽ hằng trì hoặc sửa ống nước đường đi lưu hành ngoài kia sa mạc lưu danh dựng hình kim tự để danh đời đời gì đó nghĩa là nó dẫn cái tích đó ở đó là trong cái bản văn tâm toàn giác của ông Richard cho nên cái cái con người hợp thức và cuối cùng nó sẽ đi đến cái lý trí lý trí phân biện nó sẽ phân tách và đi đến sự quý diệt lẫn nhau cái này đúng và cái này không đúng cái này của anh và cái này của tôi cái này của tôi không phải là của anh và nếu anh xâm phạm là anh phải chết cho nên chính cái, cái cái biết mà học tức là cái biết mà nó có giới hạn còn cái biết mà cái tánh biết rồi thì tự nhiên nó thoải mái mình lắm mình cái gì mình cần mình vui vẻ hay là mình sanh ra cái tâm còn cái gì mình không cần thì tự nhiên nó cũng vui vẻ cho nên cái này nếu nó phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy cái tánh biết đó cái cái biết mà chúng ta biết tất cả là cái 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 biết này nó đã suy sụp rồi nó đã trở thành cái thứ giỏm rồi còn cái biết mà không phân biệt rồi thì cái biết của tâm thức nó trong sáng lắm. Cũng như chúng ta không có ý nghĩ gì, tức là trong lòng của chúng ta không có mặt cảm gì. Còn khi chúng ta có ý nghĩ rồi thì chúng ta sai sanh rất nhiều mặt cảm, sanh rất nhiều tiêu cực về chính cái chữ đó. Cho nên cái học này là cái học kêu bằng học vấn gì đạo vô tha. Tức là học để sai vào bên trong, để tìm hiểu cái căn nguồn, cái gốc rễ của nó. Cầu kỳ phóng tâm như ý, tức là chúng ta không phải là tìm kiếm bên ngoài mà tìm kiếm lại cái học học tánh tánh học tức là học để để người xưa người ta nói để trở thành giải thoát trở thành thánh hiền trở thành cái như thật cho nên nó là bác văn ái đạo đạo tắc phụng gì bác văn ái đạo đạo tắc năng hồi nghĩa là học rộng học rộng nghe nhiều không làm cho cái đạo nó phục hồi được mà thủ chí phụng đạo kỳ đạo thâm đại tức là mình giữ cái chí an lành, thanh tịnh, yên ổn thì tự nhiên cái đạo nó sẽ nở qua. Bởi vì đạo nó là vô hình, nó là tâm. Mà khi nó nó trở thành tâm rồi thì cái con người đó có nhiều năng lực, có nhiều thông minh, có nhiều rất an ổn. Ví dụ một người ngồi yên tĩnh không sợ hãi, không bình an này kia thì người đó biết phòng vệ. Bất cứ một cái gì ai nhúc nhích là người đó biết. Còn người mà ý thức cái này, ý thức kia sanh biệt thì ý thức chỗ này không ý thức chỗ kia. Cho nên do cái tánh nghe, tánh thấy nó cũng từ cái cái, cái, cái sự phục hồi. Nghĩa là thủ chí phụng đạo đó, tức là cái chí đó nó phải vào bên trong, nó tự phụng dưỡng lấy chính nó. Và cái đạo nó tỏa nở ra, từ bên trong nó cái nguồn gặp nó, nó tỏa nở ra. còn bên ngoài mà nó chộp cái này, nó bắt cái này, bỏ cái kia, nó lộn xộn đó thì cuối cùng nó điên lên thôi nó không biết cái nào đúng cái nào sai cho nên như vậy nó thành cái cái học tức là thật sự theo như một cái bản vang đó gần như chúng ta tự phá hủy đến cái đầu óc chúng ta chúng ta chia sẻ ra cái bữa nào mình sẽ đọc lại cái bản vang tâm toàn giác đó thì mình thấy rõ ràng thôi thôi rồi chúng ta cầu nguyện